Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sân Khai. Kính lễ Ngài Quý Tông vừa đến với Pháp hội. Bây giờ thời gian chúng ta chuẩn bị để vấn đáp, đặt những câu hỏi. Và Ngài Liễu Tông sẽ phụ trách ngày hôm nay. Xin mời Sư Trần Đạo Hoan Hỷ Thỉnh Pháp Sư. Alo, Sư Trần Đạo đâu rồi? Sư Trần Đạo có chiếc máy không ạ? Wow, như vậy Sư Trần Đạo đâu vẫn rồi. Xin mời ta Hoan Hỷ ha. Rồi, xa thủ, xa thủ. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con kính lễ Ngài Liễu Tông, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài kinh Thỉnh Pháp Sư. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Brahmacha loka phi ba ti sa hàm ba ti ca tần cha li an thi wa rằng a cha cha tha san ti tha sát ta ba ra chắc kha cha ti ca đề tề su thầm mang anu cầm bi mang ba chăng sạch thầm ma phê rình quy na dành cha ca dân xuất tình cha bành thằng a phi thầm ma trầm mang a cô ta dành tô cha tuất sắc cha đành đằng bắp bồ tha này về ba vi xa giáp chê. Phạm Thiên lòng kính thành cung thịnh Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng ở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp. 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân kết rõ ràng, thỉnh Ngài thuyết pháp nơi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ con xin thỉnh Ngài Liễu Tông thử mic ạ. Dạ con xin dâng mic đến Ngài để Ngài thử âm thanh ạ. Nam mô Tát Sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bố Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Gá Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bố Tát Sa. Nam mô Tát Sa Pha Gá Quá Tô A Ra Hà Tô Sấm Ma Sấm Bố Tát Sa. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hèn Giả Kinh Thưa Chư Các Sư Nam Cư Nhân Nữ Trong Đạo Tràng. Hy vọng quý vị nghe được tiếng chúng tôi rõ. Nam mô Phật Thà Gia. Dạ, con đang ở tiệm làm, chỗ làm còn cũng ráng cầm bích. Dạ, khi nào con có bận thì quý vị khác nhảy lên giùm ha. Dạ, chúng ta giúp qua giúp lại.
À, trước hết con kính đảnh lễ và vấn an sức khỏe sư Liễu Tông. Nhà mới đây một tuần cũng đã quay trở lại. Hôm nay là thứ bảy ở Mỹ Quốc và chủ nhật ở Việt Nam, chúng ta có thời Phật pháp vấn đáp với sự trả lời của sư Liễu Tông. Xin mời quý vị quan hỷ tranh thủ hỏi ngay phút đầu, đừng đợi tới khúc chót. Khúc chót thì thời giờ của chúng ta đến 6:30 giờ Việt Nam, 6:30 sáng giờ Việt Nam. Không biết mùa này ở bên chỗ của sư Liễu Tông không biết là nó có lạnh chưa? Chỗ của con nó cũng hơi lạnh lạnh rồi. Quý vị có ai có thắc mắc gì không ạ? Thôi không ai thắc mắc, còn thắc mắc. Chào cô Nguyên Trang mới vào đạo tràng. Thưa sư, con nghe nói một số chi tiết cho biết là ở Miến Điện có được hai ngôi chùa của người Việt Nam mình xây cất bên đó qua hình thức là nhà chư tăng đã đứng tên, rồi sau đó thì sang tên lại cho chư tăng của Việt Nam. Ở đây ý của con muốn hỏi rằng là trong cái vấn đề hoằng pháp đó thì Đức Phật có khuyên chúng ta nên đi nhiều nơi để mở nhiều chùa hay không? Bởi vì con thấy Phật tử Việt Nam ở Miến Điện thì lại không có bao nhiêu, không có bao nhiêu, mà chúng ta cất những cái chùa cũng rất là lớn, rất là lớn, nhìn hình thì cũng lớn lắm. Cái ở đây con muốn hỏi để hiểu cái vấn đề là khi mình có nên đi sang những cái châu này châu kia để chúng ta quần pháp hay không, hay là tùy theo cái dòng nhân duyên, có do Phật tử nhiều quá thì phải phải cất chùa, hay là chúng ta cứ mang cái hình ảnh của ngôi chùa Phật giáo để đi khắp nơi trên thế giới thì nó sẽ có phước hơn. Còn kính thỉnh sư giảng dạy ở cái điểm này để Phật tử hải ngoại chúng con hiểu rõ. Nam mô Phật Ta gia kính bạch chư tôn, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự sau này mới có cái tình trạng lập chùa thôi, chứ mình nhìn vào lịch sử đời Đức Phật á, thì chư tăng đi quần pháp đâu cần chùa chiền gì đâu, thường ở trong động trong rừng được không, nhưng bây giờ ở trong động trong rừng nó khó lắm. Nên nhớ cái thai tới xứ nào mới theo cái luật lệ của người ta, thì thường thường theo chúng tôi biết ở Miến Điện họ không có cho mình tự làm chùa đâu, thành ra đa số mấy vị mà có tiền qua đó thì mua đất rồi làm chùa để cho một vị sư Miến Điện nào đứng tên, hay là một cái hội đoàn nào đó đứng tên, chứ không có cho. Thì ở bây giờ hình như là có hai chùa, có sắp thêm cái chùa thứ ba nữa. Hai chùa là cái chùa của cái vị sư gì, là hình như là học trò của sư Thiện Minh mất rồi đó. Còn cái thứ hai đó là của ở bên Mỹ này qua làm, thì cái chùa bên Mỹ tôi làm là ở Tôn Di Tốt Tốt miền Bắc, ở trên đó thì đẹp, cảnh đẹp. Còn cái chùa của cái vị sư kia ở Việt Nam qua làm thì ở ở Yangon. Còn thật sự ra đó, nếu mà nói thật sự ra mình qua Thái qua đó mình lập thì không có bằng họ đâu, không có bằng. Thứ nhất là cái về cái nghi thức nghi lễ này kia, mỗi xứ nó có một số cái vấn đề của nó. Cái sư Miến Điện thì họ thì hoằng pháp của xứ họ họ rành, ngay cả những vị sư Miến Điện mà đi ra quốc hành nó cũng rất là khó chứ không phải không, cũng rất là khó. Ngay cả các sư Việt Nam mà đi ra ngoài quốc này hành cũng rất là khó, chỉ lẩn quẩn trong cái vùng có người Việt mà thôi, chứ còn nói với ngôn ngữ mà viết ngôn ngữ Phật pháp nữa thì mình đi ra ngoài mà mình giảng Mỹ nó nghe được thì quý vị đã biết rồi, thì Huynh Minh Tâm mà không biết giảng mà nó nghe được xong mỗi thai mỗi cẳng luôn. Nhiều khi đi đêm luôn phải xách từng pin đúng không, mình múa nó không thấy, nó không phải dễ như mình tưởng. Cái quan trọng của mình nó bây giờ đó, theo chúng tôi đó, vì trước khi đi một khóa quý vị nên đi học đi. Học từ tới nơi tới chốn à, chứ còn học không tới nơi tới chốn đó, mình có qua đó nó hỏi mình hỏi tới hỏi lui, nó thấy mình không biết ABC gì hết thì thôi, chứ nó cười, cười nó cũng không có quan nghĩ cho lắm, nhưng mà đuổi thì nó có đuổi đâu.
Bởi vì đó giống như cái thời buổi này với cái lý tưởng mà tự do tôn giáo này kêu sùm, ngay cả các đạo khác tới nó cũng cho tới chứ không phải không. Thành ra mà mình qua đó thì là không làm được gì hết. Sau mấy chục năm ở Mỹ chúng tôi biết là đa số tới chùa chỉ còn mấy người Việt Nam già dàng mới tẹt thôi. Rất hiếm khi mà có được người quốc tế, bởi vì nó tới nó nói, mình nói nó cũng nghe, nó không hiểu, nó nói với mình cũng nghe bà chớp bà nhán, nó không phải dễ giống như mình tưởng đâu, không phải dễ, cái ngôn ngữ rất là vấn đề khó khăn. Thành ra thường thường quý vị để mấy cái vị sư mà quốc, sư Mỹ sư hay là các vị sư bên Âu Châu đó, họ qua Thái hay qua Ấn Điện là họ bỏ 2 năm học có tiếng bản xứ hết đó. Thành ra chị nào gì nấy đều nghe về xứ mình đi nữa cũng nói được tiếng tiếng địa phương, thêm được những cái tiếng của cái nước mà mình tới nữa, chắc hay không. Thành ra họ đi qua mình mà họ còn phải tốn công tốn thời giờ vậy, còn mình qua đó tối ngày cắm cúi lập chùa thôi rất là nguy hiểm. Nhất là mình đã tốn thời giờ một cách phí, xây xong cái chùa rồi đó mình có hoằng pháp được đâu. Thì mỗi gối mỏi chân trời ha, thành ra ngồi ngó cái công trình của mình làm là tiếc hụi hụi cho thời gian mình đã đầu tư một cách phi lý, thành ra không có kết quả bao nhiêu đâu. Thì chuyện đi lập chùa ở xứ người Nam Mô Bích Thầy giác. Dạ, sa thú, giờ con kính tri ân sư Liễu Tông giảng dạy cái suy tư của con. Dạ, cũng mới đây ở Việt Nam thì cũng lại làm một cái lễ, hàng năm thì Việt Nam về làm cái lễ là cái gì, ngày mà Phật Trần Nhân Tông gì đó, nhập Niết Bàn. Dạ, thì đây thì con chỉ muốn hỏi rằng là thí dụ mình phong cho một cái vị nào đó là Phật và nhập Niết Bàn tư sư như vậy thì mình có bị một cái gì không tư sư? Tại vì con thấy năm nay làm có vẻ hơi lớn, hầu như tất cả các kịch tác tỉnh thành ở Việt Nam đều làm cái chuyện là giống như ngày giỗ vậy đó, nhà của một vị Phật Trần Nhân Tông. Thì như vậy thì có giống như nói nó có quá lố không thưa sư? Rồi cái thứ hai thì cái vị đó khi cũng xem thì cái vị đó học của một cái hệ phái thiền của bên Trung Quốc. Thì những cái vị mà trên cái ông vua đó thì mình kêu lỗ, nhưng mà tới ông vua đó thì mình phong ông làm Phật nhập Niết Bàn như vậy thì cái mình nói nó có hơi lớn không á? Dạ, mình con không dám dùng từ là vọng ngôn, mà ý con hỏi rằng là khi mình dương những cái bản như vậy thì mình nói nó có hơi quá hay không á? Dạ, con kính thỉnh sư giảng dạy ở chỗ này, bởi vì cái trong năm giới thì nó có một cái giới là chúng ta phải không được nói dối. Dạ, con kính thỉnh sư giảng dạy điểm này. Nam Mô Bích Thầy Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Quý Vị. Thì họ cứ muốn làm gì họ làm thôi, chứ còn mình bây giờ có nói cũng không được. Thì những cái đó thì những cái hệ đó chúng tôi biết, nhưng nhiều khi họ dùng cái chữ Phật như thế nào rồi thấy gì nào rồi thôi, chứ tiếc là hệ bất tiện đó, nghĩa là hằng hà xa số chữ Phật. Thành ra ai muốn được làm Phật thì họ cứ xưng vậy thôi, còn mình làm có đúng hay không là cái đó để mai mốt gặp Diêm Vương, là Diêm Vương tính, chứ mình tính cũng không được, mình có khả năng gì tính đối với người ta đó ha. Mấy cái chuyện đó mình Minh Tâm cũng nên để nhiều mất công mệt cái đầu. Bây giờ tùm lum hết rồi, nếu mình học đúng theo chánh pháp thì mình biết khi nào giáo pháp này của hiện tại nó suy đồi, nghĩa là không còn dấu vết gì nữa ha. Xá lợi của Đức Phật cũng biến mất luôn, nghĩa là anh ta đã tài giá, tức là đi luôn rồi đó, thì cả tỷ năm sau mới có xuất hiện gì Phật nữa. Còn bây giờ thôi, chứ hằng hà xa số chư Phật, Phật còn đông hơn cái người đi theo nữa, là mình đừng nên để chuyện cho mệt, mình để cái chuyện mình ráng mình học đi. Những cái gì mà mình còn thấy còn thiếu sót đối với lời dạy của Đức Phật đó,
bởi vì Phật giáo càng ngày càng si. Mà khi nó càng si mình không có lo mà học, mà là cái lo mà đi ngó mấy cái chuyện đó đó, nó sẽ tốn thời giờ của mình. Mà không phải tốn thì giờ thì không đâu. Thời gian đi qua mỗi chúng sanh này, nó không qua tay không, mà nó qua nó mang theo cái sự sống của mình nữa. Mỗi ngày mình bỏ ra để mình chơi, mình làm chuyện vô ích một tiếng đồng hồ, tức là cái sự sống mình đã mất đi một tiếng đồng hồ rồi. Thành ra nên lựa những cái gì mà có lợi ích cho mình nên làm. Bởi vì con người mình này, cái thân này nó rất là vô thường, chưa chắc gì ngày mai mà còn quý vị còn vô rung nó nghe chúng tôi nói, chúng tôi chẳng yêu màu đẹp má mà quý vị không chắc cũng ngại màu yêu má đẹp. Một cái chuyện đó là chuyện mình nên suy nghĩ, chứ không phải thầy nên suy nghĩ cái chuyện mà họ phong cho ông này là Phật, ông kia là Bồ Tát gì cái đó. Cái chuyện nó không có lợi ích gì đó, không có lợi ích gì đó. Mình nên lo cho mình thì nó tốt hơn. Đó là ý tôi như vậy đó. Còn cái giờ hủ mà mới vô là tinh tệ xong tu, cái đó gọi câu hỏi 46 đó. Thì cái chữ mà dịch là chữ quyển đó, chúng tôi coi trong Bali là chữ Marichi. Thầm năng đó, Marichi. Thì chữ Marichi cho đó là cái bóng râm, bóng râm. Còn cam măng ở đây là trạng thái. Thì cái vị tỳ kheo đó dùng cái bóng râm để làm đối tượng cho thiền. Nhưng mà nếu mình dịch cái chữ đó nhiều mỗi nơi dịch chỗ, trong bản kinh của mấy ngày đó, thì mấy ngày đều dịch quyển hay là ảo ảnh gì đó. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi thì không có bảo đảm lời dịch của mình nó trúng, nên là chúng tôi giải thích tại sao có chữ đó. Rồi để trong room nhiều khi có là đại sư nào hán rộng tìm cái trình tự cho nó thích hợp cho chữ Marichi ha. Thì cái đó là cái vị tỳ kheo đó đó vô rừng mà hành không được gì, tính trở lại để gặp Đức Phật để xin tìm cái những cái gì liên quan tới cái pháp thiền. Thì đi dọc đường gì mà thấy cái nhìn trên đoạn đường đó, thấy cái giống như ánh sáng không phải, tấm bóng không phải. Thì cái ánh sáng bóng không phải đó, chú dạy giải thích cái chỗ đó, đó là giống như mình đi trên đường mà trời nóng như nè, thì mình xa xa cái độ nào đó mình thấy giống như là trên đường có nước hay là có ánh sáng hay là có bụi vậy đó, nhưng mà lại tới nơi thì không thấy vậy. Cái đó nó chỉ thấy cho người ở đúng cái độ nào thôi, còn xa quá không thấy, mà gần quá cũng không thấy. Thì cái gì đó thấy cái đó, cái gì mới đem cái hình ảnh mà mình thấy đó so sánh với cái thân này. Bởi vì khi thấy vậy nhưng mà đi gần tới thì nó không thấy nữa, bởi gần quá cũng thấy sao nó không thấy. Thì mà sao đến cái thân này nó cũng giống vậy đó, tức là mình nghĩ nó có nhưng mà rốt cuộc rồi chứ mà Marichi đó, nó có nhưng mà rồi nó không phải có nữa. Mình tưởng nó nhưng mà thật sự mà đi coi kỹ là không có. Rồi gì đó mới xuống cái bờ sông tắm là thấy từng cái bon nước mà nó dở đi, gì mới đem so sánh cái thân này lần nữa. Thì ngay cái thời phút đó Đức Phật ở dùng ở cái chỗ ngài ở cái trong cái hương thất của ngài đó, ngài mới dùng thần thông để nói cho cái gì đó biết là cái thân này nó cũng vậy đó, nó cũng giống như cái sự sanh diệt của cái bọt nước, cũng như giống như cái mà quyển quạt, hay là mình dùng quyển quạt mà chúng tôi dùng là bóng râm, tại nó phát sanh từ cái nhân khác vậy đó. Nó cũng chỉ mình tưởng nó có nhưng mà lại gần mình thấy nó không có gì hết, không có những cái pháp sanh diệt mà thôi. Thì vậy đó, qua suy tư theo lời Đức Phật thì mới đắc đạo quả. Thì cái chữ quyển quạt đó là tại dịch từ cái chữ Marichi này đó, tức là có nhiều chỗ dịch khác nhau. Bali mà English thì họ dịch chữ mirage tức là ảo ảnh đó. Ảo ảnh là có, trong bản Việt Nam cũng có chỗ dịch chữ ảo ảnh. Cái này là mình hiểu theo nghĩa vô thường cũng thật sự là nó không chính xác, phù du tạm bỡ không chính xác, bởi vì nó không có cái bóng nó không có cái mà ở xa mình nhìn xuống cái đường đó, cái đó nó không có, nhưng mà nó là có thể nó vô hơi nóng hay cái gì
gì của nó là cho mình thấy cái đó thôi, nhưng mà lại gần thì không thấy nữa, cũng không, thật sự nó không có. Thành ra có chỗ dịch theo chữ ảo ảnh, có chỗ dịch theo này nọ, chúng tôi thì theo Pali của Thái thì họ dịch là chữ bóng râm, thì chúng tôi hiểu theo bóng râm, nhưng mà xin giải thích để quý vị hiểu cái chữ Marichi chỗ đó nó có nghĩa là vậy. Thành ra mình nói như quyển cũng được, mình nói như cái gì cũng được, nếu mà được phải hiểu là cái không có thật, không thật sự có, vậy mình tưởng nó có nhưng mà thật sự nó là tới chừng nhìn kỹ lại nó là không có, là chữ cái nghĩa chữ đó là vậy đó. Thành ra mình hiểu chữ quyển là vậy đó, thật sự nó không có nhưng mà nó mà mình tưởng có rồi mình nhìn cho kỹ thì nó không có, đại khái vậy đó ha. Thì giải thích vậy thôi, cho cái chữ Marichi thì tìm cái gì nào mà hắn rộng chút chứ chúng tôi hắn hẹp làm sao tìm chữ chính xác để quý vị nghe quý vị chưa thích hơn. Nam mô Bích Thầy á. Nha, có lẽ định tuệ xong tu bấm bấm mít nhầm nha, không sao nha. Chào kính tri ân sư Liễu Tông là giảng dạy câu hỏi tuần trước nha. Xin mời quý vị chúng ta tiếp tục nêu ra những thắc mắc của mình ạ. Đạo Tràng thấy bằng thấy câu hỏi của định tòa song tu. Kính thưa sư, có quan điểm cho rằng các tầng thiền định đã bị Bồ Tát vứt bỏ khi Bồ Tát đã chứng tới vô sở hữu xứ định và phi tưởng phi phi tưởng xứ định với hai vị thầy Alara Kalamagotta và Udaka Ramaputta, vậy sao bây giờ chúng ta lại phải tu theo? Xin sư giảng dạy việc tu tập các tầng thiền định có những lợi ích gì? Dạ con kính thỉnh sư Lũ Tông. Nam mô Phật Thầy và kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Sở dĩ Bồ Tát mà không có coi trọng cái đó, đó là tại lý do đó ngài thấy đó là không phải là con đường, không phải là con đường dẫn tới cái sự giác ngộ. Thành ra nhờ mà thối lui từ chỗ đó, thành ra ngài mới tìm ra được con đường. Nhưng mà hai cái đó nó cũng giúp, nó giúp để cho có được cái chùa tu bà ba, tức là sanh tử mình với cái gì đó, ba cái mà ba cái mình đầu tiên, tức là lậu thân minh thì chưa thấy, nhưng mà thấy hai cái khác là nhờ từ đó mới đi lên cái kia. Nhưng mà các vị bây giờ chúng ta vẫn phải tu thiền, tại vì nó do cái ní sĩ, cái bà ca tu và ní sĩ giá của mình đó, tức là thường cần người duyên để giúp cho mình. Ví dụ như mình bây giờ mình ở từ trên kiếp trước, chúng ta thí dụ đây, cái kiếp trước mình là Phạm Thiên, hết phước rớt xuống, mà bây giờ biểu mình vô mình tu thiền minh sát liền là không được, là không được. Thành ra nó phải qua cái các tầng thiền định để rồi từ đó rồi mới qua thiền minh sát. Hoặc ngược lại có những cái vị mà đắc thiền qua từ cái mình, nhưng mà bây giờ muốn thi triển thần thông được
phải thiền chỉ, thiền chỉ mới có thể thi triển thần thông được. Thành ra nó vẫn có những cái lợi ích đó, nhưng mà cái lợi ích đó đó khi nào mà cái gì mà ta hành ta thấy thế đó. Bởi vì cái lý do đó là thường thường đó, chúng ta nói là mình một mình hành thiền chỉ trước, hai là mình hành thiền ta mà minh sát trước, thứ ba là mình nhìn mình hành hai cái đó, nó gọi là vũ khá nành tháo với bạch sanh na, tức là chỉ tịnh song tu gì mấy họ gọi là gì đó sửa thiền tu đó. Nhưng mà chúng tôi thì dịch cái chữ đó là chữ song hành minh sát, tức là mình hành thiền minh sát và hành thêm cái thiền chỉ nữa, để sau này nhập thiền diệt được. Bởi vì cái người mà muốn nhập thiền diệt được á thì cái phải hành song hành minh sát. Thì cái thiền vipassana đó nó có ba thứ. Thứ nhất là sankhara parikkhana vipassana, tức là hành quán minh sát, tức mình hành thiền minh sát từ atijat để chứng đắc đạo quả thôi chứ không có thiền chuyển đó. Cái thứ hai là cái phala sampatti vipassana, tức là thiền quán minh sát, tức là vị này hành cái lối này đó thì khi mà đắc quả xong có thể nhập thiền quả được. Còn cái thứ ba nó gọi là Nirodha Samapatti Vipassana, tức là thiền diệt minh sát, tức là cái gì này phải hành cái một cái loại thiền để đắc đạo quả mà có thể nhập thiền diệt được, chứ không phải là muốn sao cũng được. Thì cái thiền diệt minh sát này nó cần cái gọi là vú khá nành thá quý bạch sanh na, tức là song hành minh sát, tức là hành thiền chỉ thời gian đắc tức tầng tầng nọ rồi bắt đầu qua thiền minh sát để chứng đắc thời này thời nọ rồi mới song hành với nhau vậy, chứ không thể là song tu được. Bởi lý do là thiền chỉ nó có đối tượng là chế định, mà thiền minh sát có đối tượng thực tính pháp, mình thấy đi song song được, nghĩa là phải cái trước hay sau, sau này tới kia, kia tới cái nọ nó mình gọi là song hành với nhau, nhưng mà nó không phải là song song, hai cái nó khác nhau. Thành ra mình dịch chỉ quán song tu thì nhiều khi người ta có thể hiểu lầm được. Còn cái này là chúng tôi dịch theo Pali đàng hoàng là vú khá nanh tháo và sanh, tức là song hành minh sát, tức là mình hành thiền minh sát nhưng bên cạnh đó là cũng có cái thiền chỉ trong đó, thì nó có ba loại như vậy. Thành ra cái đó là lợi ích của các tầng thiền định. Chứ còn bây giờ nếu mà thật sự ra đó mình có nhiều cái trường thiền mà vô cái nó đây là dễ dàng thiền minh sát thì không có thiền chỉ, cái đó không có, nhiều khi nó không có lợi ích cho cái người tới. Bởi người tới là cái thiền nghiệp của họ là thiền chỉ chẳng hạn, mà bây giờ bắt họ vô thiền minh sát liền chắc chắn là khó rồi, nó làm được. Nên để cho họ thiền chỉ trước để coi như thế nào, nếu mà tâm họ định dễ thì cho họ đi luôn ngay cả trong quý sự tới mắt khá cũng nói rõ ràng vậy đó. Nếu mà hành mà thấy cái năng lực thiền chỉ nó có khả năng nhanh và có thể đắc thiền chỉ được thì dẫn hành cho tới đắc thiền, rồi từ đó mới thọ mới lui ra mới đi trở ngược lại để quán các chi thiền để hành từ xếp qua cái thiền minh sát được. Chứ còn nếu mà mình cái thiền nghiệp của mình là thuộc loại hành thiền chỉ mà mình giờ mình bỏ, mình không thèm mình hành thiền minh sát thì nó khó khăn lắm, chứ nó không có dễ giống như người mình tưởng ha. Nam mô Bích Thầy giá. Sa thú và kính tri ân sư Liễu Tông. Một lần nữa kính mời quý vị nêu lên những thắc mắc của mình ạ. Sống vui cho quá trời số năm mà. Rồi quý vị xin mời ạ. Sao quý vị hôm nay im lặng quá.
À, con thấy định tuệ song tu, kính xin sư giải thích chỗ khác và giống của các từ ngữ na má danh huynh nhà ná thức má nô ý và chít tá tâm chấm hỏi, và con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Cái chỉ danh đó là chỉ cho tùy theo chỗ. Thành ra nhiều khi mình nói không nghe này, phải nói chính xác. Chỉ danh nếu mà nói mà không có cái chỉ chỗ đàng hoàng đó, thì chỉ danh đó nó gồm có ba chuyện: tâm tâm sở với niết bàn. Tâm tâm sở là vui, còn niết bàn là danh vô vi. Nhưng mà cũng có nhiều chỗ chỉ danh chỉ cho tâm sở mà thôi, chứ anh không có chỉ cho tâm ấy, thành ra tùy theo cái chỗ liền chỉ danh. Còn chữ thức hay chữ má nô chữ tâm đó là tùy theo cái chỗ nằm của nó, bởi vì trong bà thị sẩm vi tha mà quá khá đó, chỉ cái chữ tâm không, nó có tới 10 cái tên gọi khác nhau đó, chứ không phải là một mà ấy ha. Đại khái là cái pháp nào mà suy nghĩ được thì cái pháp đó gọi là tâm, còn pháp nào tìm kiếm đối tượng để biết đó thì cái đó gọi là mano. Hay đó là những cái chuyện mà nó tới 10 cái tên khác nhau tất cả thì chỉ dành cho chữ tâm không mà thôi. Thành ra người ta phải biết nó nằm chỗ nào chứ không hỏi không cách tổng quát gì đó, nói nhiều khi nó không có chính xác. Là 50, nó có 10 cái tên. Vì là muốn biết thì là trong bà thị sống với tha ma quá khá có cái đó, ghi rất là rõ ràng, có 10 tên gọi khác nhau. Tôi nhớ như bà Ly cái câu đó: văn chít tăng ma nô hạt thầy văn ma na sẵn bành đâm ma na yết tà năng ma niên rí văn quyền nhà năng quyền gia nắc khảnh thô mano quyền gia ná tha tụ ý đăng chít tăng. Có 10 cái tên gì đó, thật là mỗi cái chỗ nó có cái tên riêng của nó mà chỉ dành cho tâm mà thôi. Nam mô Phật Thầy á. Dạ, sao thôi kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, mời quý vị tiếp tục qua. Dạ, phải mà định tuệ xong tu cầm mic được, cầm mic đặt câu hỏi luôn, bọn nó nhanh hơn. Thấy định tuệ xong tu đánh máy giỏi quá. Thôi cầm mic được, người ta cầm mic hỏi luôn cho nó khỏe. Thôi buổi Internet toàn cầu. Dạ nói chơi thôi chứ tùy hỷ. Định tuệ xong tôi muốn đánh máy thì cứ đánh, muốn làm gì làm. Dạ xin mời quý vị tiếp tục nêu những thắc mắc của mình ạ. Nguyên Trang nè, Nguyên Trang không là đi Việt Nam về có gì thắc mắc không? Có gì thắc mắc thì giơ tay lên. Thấy định tuệ xong tu boss lên câu hỏi: kính thưa sư, pháp chế định không có thực tính pháp nên không thể thuộc về uẩn nào trong năm uẩn, vì pháp chế định nằm ngoài năm uẩn nên chúng cũng không có sanh và không có diệt, phải không thưa sư? Chấm hỏi. Dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Chế định pháp là cái ngôn ngữ hay là một cái dấu hiệu gì đó mình đặt ra để mình gọi những cái gì mình đang gọi. Thành ra chế định pháp nếu mà nói cho đúng là có tới ba cái khác nhau là: thứ nhất là chế định pháp là không có thực tính pháp; cái thứ hai chế định pháp có một nửa thực tính pháp; và cái thứ ba chế định pháp có 100% thực tính pháp. Ví dụ như chúng ta nói dễ hiểu là
trong bảy phẩm của Tạng Duyên Diệu Pháp á, thì trừ cái phẩm nhân chế định ra, bởi nhân chế định đó là những cái pháp có những có thực tính pháp, cũng có cái không có thực tính pháp, có cái chỉ còn nửa thực tính pháp mà thôi, đó là phẩm nhân chế định. Thành ra mới gọi có tên là chế định là vậy đó. Nhưng mà chế định nó vẫn có thực tính pháp được như thường. Còn những cái khác thì chúng ta là có thực tính pháp trầm trầm. Chúng ta ngại vô chế tâm á, là nó có thực tính pháp, nhưng mà chúng ta dùng chế tâm phải hiểu nó là chế định, chứ chúng ta không thể hiểu nói nó thực tính pháp được. Bởi vì khi mà nói tới thực tính pháp thì quý vị không thể diễn tả được bằng ngôn ngữ. Nhưng mà chúng ta dùng ngôn ngữ để gọi tới cái thực tính pháp đó. Hằng ngày chúng ta dùng là dùng ngôn ngữ để gọi thực tính pháp đó. Chứ còn cái thực tính pháp từ bản cái trạng thái hay cái bản chất của thực tính pháp không thể dùng ngôn ngữ được, không thể không có ngôn ngữ nên mới diễn tả được. Thành ra cái đó nó rất là khó khăn, và khó khăn ở chỗ đó đó. Thành ra thường chúng ta hay lầm, chúng ta nói chúng ta hành thiền minh sát có đối tượng là thực tính pháp, mình nhớ nó cho đúng là đối tượng đó là vẫn là chế định nhưng mà có thực tính pháp. Đó. Ví dụ như chúng ta quan sát chất gió, chúng ta nói gió để chúng ta hiểu nhau, nhưng mà thật sự là nó chỉ là trạng thái của một sự di chuyển di động, một trạng thái được mô tả cho một cái gì đó. Hay là mình nói đất, hay trạng thái cứng hay mềm, hay là trạng thái của lửa nóng hay lạnh, thì chữ nóng hay lạnh đó mình để diễn tả cái trạng thái của cái thực tính pháp đó. Chúng ta phải phân biệt thế nào là chế định, thế nào là chế định không có thực tính pháp, thế nào chế định có thực tính một nửa thực tính pháp và chế định có thực tính pháp. Chúng ta hiểu rất rõ ràng như vậy đó thì nó mới ấy được. Chứ riêng mà nó chế định không thì chắc chắn là nó không có sanh diệt rồi, mà nó cũng không được gọi là quẩn. Tại vì khi mà gọi quẩn nó có 11 trường hợp đó, tức là nó phải có quá khứ hiện tại và vị lai, nó phải có trong ngoài trên dưới rồi này kia, vị tế thô thiển rồi này kia đó, 11 trường hợp tất cả, thì cái đó được gọi là quẩn. Còn cái nào không có đủ cái đó thì thường không gọi là quẩn được, rồi có cái vậy đó. Thành ra chúng ta cần phải phân biệt cho rõ lúc nào mà chế định pháp đó, chế định đó nó có thực tính pháp, lúc nào nó có chỉ có nữa, lúc nào nó không có gì hết. Thì chúng ta đừng có lầm lẫn, chứ nhiều khi lầm lẫn chúng ta, thứ nhất là đi hành thiền đó, mà hành thiền có những trung tâm thiền minh sát mà chúng ta lầm lẫn đó, chúng ta trình pháp hoài ông thầy sư nghe ông không hiểu gì đó. Thì chúng ta nói đầu lộn đuôi lộn đầu, chúng ta phải phân biệt cho kỹ, phải học cho kỹ. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ sao thú và con kính truyền sư Liễu Tông. Dạ, xin mời quý vị tiếp tục ạ. Đạo tràng chúng ta được 29 member. Dạ, mời quý vị mọi người nhanh tay lên đặt những thắc mắc của mình ạ. Vậy có vẻ hoan hỷ nghe hơn là đặt câu hỏi ha. Dạ. Dạ, không ai đặt câu hỏi, con hỏi tiếp. Dạ, câu hỏi của con thì nó căn bản thôi, dạ, căn bản cho mọi người nghe. Dạ, thưa sư thì có rất là nhiều người sau khi đi bốn nơi mà động tâm dạ, ở bên Ấn Độ và dạ, Nepal đó, thì nhiều khi hoan hỷ thì cũng có, nhưng mà cái sự hành sát đó, dạ, thì nó cũng có. Dạ, bởi vì đi nó rất là cực khổ và rất là phiền toái, vì nhiều cái chuyện nó xảy ra. Ấn Độ thì đất nước nghèo,
Thì thưa sư, thì ý của con muốn hỏi là coi như những cái đối tượng nào thì cần phải về đó để tăng trưởng cái niềm tin, hay là tất cả mọi người trên thế gian này đều có để được tăng trưởng cái niềm tin? Bởi vì xứ Ấn Độ thì nó cũng rất là hỗn tạp và rất là khó khăn, và nhiều khi sức khỏe bệnh hoạn mà nếu mà nó cũng rất là nguy hiểm, chứ cũng không phải là một cái việc tốt. Thì đây ý con thỉnh sư giảng dạy là đối với việc chúng ta trở về những cái tứ động tâm đó thì để tăng trưởng niềm tin đó, thì đối với tất cả mọi người, hay là có những người nào đó họ không cần phải về đó, họ vẫn có thể tu tập cách khác để tăng trưởng cái niềm tin đó. Và con kính thỉnh sư lưu thông. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình muốn về đó mà nó có cái lợi ích nhất, mà nó có căn bản về pháp học, chứ mình không có pháp học thì mình đi đó đi như đi chơi không có lợi gì đó. Thôi, căn bản pháp học về chỗ nào, thứ nhất mình phải hiểu biết lịch sử của Đức Phật. Như là Đức Phật từ cái lúc sanh ra con ai, cháu nội ai, cháu ngoại ai, đi dài dài với ngài đắc đạo quả này kia chùm đó, rồi những cái pháp căn bản nào mà ngài suy nghĩ trước khi ngài đắc, và những cái pháp nào đắc khi ngài đắc rồi, bảy tầng giới cõi bồ đề này kia chùm đó, phải có căn bản đó là mình đi tới đó, đó nó mới phát sanh đức tin. Mà nếu có đức tin rồi, nó cái đức tin nó mới được vững chắc. Chứ còn mình tới đó mình không biết gì thì nghe cái ông mà ông hướng dẫn đoàn ông nói gì mình nghe nấy, chưa chắc nhiều ông hướng dẫn đoàn ông chẳng biết kỹ gì đó. Bây giờ lý do không biết về hiểu lắm, tới đó mà còn đi vòng vòng quanh cốc cốc về huyện Nam Mô A Di Đà Phật đi, làm sao biết được cái gì đâu, mà tới đó chẳng có đức tin gì cả, chỉ đi hành xác mà thôi. Nên còn những hạng chúng sanh đó, họ có phước nhiều là họ học pháp học rất là, nghĩa là quá cái mức mà có thể mà tìm hiểu nhìn thấy ở Ấn Độ được, là họ ở nhà họ vẫn có cái quyền quan nghĩ, khi họ nghĩ tới Bồ Đề Đậu Tràng như thế nào, giờ rằng họ chưa tới đó nhưng mà họ thấy qua sách vở, họ hiểu qua vở. Ngày xưa chúng tôi có hỏi ngài Siêu Minh, hỏi người ta mời ngài đi đây đó nhiều, sao ngài không đi, ngài nói đi đâu giống vậy thôi, hỏi ngài đi Ấn Độ này chứ ngài nói chưa, từ nhỏ lớn chưa đâu đó, ở Miến Điện không mà thôi. Hay là cái người mà khi học hiểu ta có đức tin vững chắc là không đi, giống ngài như hồi xưa cũng vậy gì đâu. Và những cái người mà ở Ấn Độ đó mà không đâu có về những bốn chỗ rộng tâm đâu, ở cái chỗ xa xôi họ vẫn có lợi ích, vẫn có thể thấy được như thường. Thành ra mình muốn biết cái đó đó, mình là người sơ cơ rồi ha, mình muốn tới đó thăm chứ không phải có căn bản hay những cái điều kiện mà liên quan đến Đức Phật, giáo pháp mà chư tăng. Thành ra khi mình tới đó mới có khả năng để mình dùng cái sự hiểu biết của mình tăng trưởng cái niềm tin của mình đối với bốn chỗ đồng tâm đó ha. Chứ còn mình tới đó đi vòng vòng mà thôi cũng giống vậy. Mình phải biết cái lúc mà Đức Phật ngồi xuống đó ngài hành cái pháp gì, nếu như đắc đầu quả thì mình liên tưởng tới cái pháp đó, hoặc là mình ở nhà mình nghiên cứu trước rồi mình tới đó mình chỉ dùng cái pháp đó để mình ngồi để mình dâng tới Đức Phật. Còn ngày xưa ngài hành cái pháp này con chưa đắc như ngài, nhưng mà con cũng muốn lấy cái công đức này để con dâng con đến ngài, thì bày tỏ cái sự biết ơn con đối với pháp ngài để lại, thì cái đó nó mới là cái điều kiện để cho mình có cái xúc cảm đối với cái chỗ đó, rồi sau này nó vẫn giữ được. Nếu có lậu cần tử phát sanh, nó vẫn có thể nó phát sanh, nó giúp mình được nhiều. Chứ còn bây giờ lậu cần tử phát sanh mình nhớ mình đi tới đó mà không biết Đức Phật ngồi ở đó ngồi về quay mặt về hướng nào, ngồi ngày làm gì đó không biết, này kêu sùng nó vô vậy lắm thì không có lợi gì hết á. Nên thành ra gì nào sắp đi thì nên chuẩn bị đi. Đức Phật tại đó, Đức Phật làm gì tại cái Lumbini đó, lúc đó là Bồ Tát rồi, Bồ Tát sanh ra như thế nào đó, nhưng mà phải hiểu rõ ràng vậy thì tới đó thì cái hỷ lạc nó mới phát sanh, đi tị nó mới phát sanh được. Trong mình tới đó mình giống như người từ xa mà đi lạc tới chỗ đó vậy thôi, như không phải không đó.
Thành ra tại có nhiều người ở đó không có lợi ích gì đó. Ví dụ như dân độ theo Hồi giáo hoặc là Môn giáo hay là dân Nepal, nó ở sát chỗ đó, nó đâu để gì với cái chỗ đồng tâm nó đâu. Hằng ngày nó đi tới lui vậy đó, nó dòm cười cười thôi, chứ có được lợi ích gì đâu. Tại vì nó không có biết chữ, những cái là chữ liên quan tới những cái chỗ đó, mà không liên quan thì nó có ngồi đó cả ngày cũng vậy thôi, chứ không có lợi ích gì đó. Thành nói vậy là nó đi lên chuẩn bị cho một số cái kiến thức để mình đi tới đó mình suy nghĩ như vậy đó. Ví dụ tôi ngày chuyển pháp luân thì mình phải biết bài kinh chuyển pháp luân nói gì, chứ còn thấy đó mình ngồi không mà không biết ngày tiết chuyển pháp luân là tiết cái gì như không, thấy không? Đó, muốn đi phải chuẩn bị. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ, sa thú, dạ, kính tri ân sư Liễu Tông. Dạ, con có một lần cũng đến Rome, nhà Rome là nơi của Đạo Chúa, và rất là linh thiêng. Nhà thì nó có những cái giò nước, và người ta hứng mang về uống để có thể được nhiều cái phước lành gì đó. Dạ, tùy theo niềm tin người ta, con không biết. Mà con thấy người ta rất là trân trọng, nhà hứng những cái nước đó. À, thì dạ, con không hỏi chuyện đó. Dạ, ý con hỏi là khi mà người Phật tử mà đi về tứ độn tâm đó, và dạ, mà họ đi với cái tâm trạng là họ họ hy vọng nhà dạ, một cái quyền năng, và dạ, ví dụ người ta nói là hành thiền ở dưới cội Bồ Đề thì dạ, chúng ta sẽ dễ chứng đắc hơn, dạ, tức là họ tin như vậy, dạ, hoặc là về đó thỉnh những cái tượng Phật hoặc là những cái lá Bồ Đề của chính cái cây Bồ Đề nó rớt xuống thì nó sẽ có cái quyền năng. À, thì nếu mà chúng ta đi về những nơi động tâm với một cái hình thức là giống như nãy con nói của những cái đạo phái khác đó, thì như vậy nó có lợi lạc gì hay không chứ, hay là đó chỉ là một vấn đề mê tín của giống như những đạo khác thôi. Dạ, con kính thỉnh sư. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tông Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, bắt đầu đi mà cái tâm mình không là thiện pháp, nó là tâm tham thì ta có thể làm gì? Phải không? Đi với cái ác pháp thì thôi, chứ làm sao có lợi gì được. Đó. Làm gì phải chuẩn bị rồi mình tới đó, cái tâm mình nó phải có sự an vui kìa, phải là thiện pháp mới được. Thế còn mình đi tới đó nghe nói người ta nói tới ấy và ráng cố gắng chèn lấn để xin được lòng được cái lá Bồ Đề đem về ép rồi này kia em dùng, nó không có lợi gì hết á. Mà mấy cái đó trong đạo Phật không có, không có ai có khả năng ban cái gì cho mình. Mấy ông sư cũng vậy, mấy ông sư không có tụng kinh để quý vị được phước, ông sư không ăn để quý vị no, không ông sư không ngồi thiền để quý vị đắc được thiền. Mình phải tự hạ thủ công phu lấy, chứ mình còn mình hy vọng tới đó để được cái này được cái nọ đó, cái đó là chuyện không có lẽ, cái chuyện là vô lý nhất á, không lẽ gì đó. Ngay cái chuyện mình đi tới đó mà mình không hiểu về lịch sử Đức Phật, nó đã không có lẽ ít rồi, chứ đừng nói là mình tin ba chuyện mà Đức Phật không có dạy. Đức Phật đâu kêu lại đây để được cái này cái nọ đâu, mà mình cứ nghĩ mình lại để được. Cái đầu óc thần quyền của chúng sanh nó khổ là khổ vậy đó, đi đâu cũng muốn được này muốn được nọ, trong khi mình muốn no là phải bò vô lăn vô bếp chứ mình không nói thế nào đó. Mình muốn hết bệnh mà uống thuốc, nhưng bây giờ mình lại mình xin Bồ Đề lau đề về mình để đó, mình ngồi mình chờ hoài mình cũng bệnh à. Không có ai mà làm cái chuyện chi cho nó mệt vậy đó. Thành ra phải làm thế nào cái tâm mình phải là thiện pháp trong mọi lúc, trước khi đi, trong khi đi, sau đi, cái tâm phải là thiện pháp thì cái đó nó mới quý. Bởi cái sự suy nghĩ mình nó là cái nhân để mình tạo nghiệp rồi ha. Mà cái nghiệp mình nó là ác pháp, là mình đi đó mà càng trái sớm thì làm sao sống được. Thành ra cái nên tới những cái trang chỗ tăng nghiêm thanh tịnh, cái tâm mình phải là thiện pháp. Mình học thường mà thí dụ như mà tới chỗ bài kinh Đức Phật chuyển pháp luân đó, mình học thuộc cái bài kinh đó, mình ráng mình tìm mấy người ta dạy đọc cho nó trúng, hiểu nghĩa đàng hoàng, tới đó mình tụng này quý vị sẽ thấy nó có một cái cảm giác rất là, nghĩa là không thể diễn tả trong lời được. Thì cái lúc đó là gọi là thiện pháp nó phát sinh.
Chứ thời đó mình đọc mà trật lên trật xuống này kia, về nhà còn hối hận nữa. Mình thấy chỗ Đức Phật thuyết thì không được, mình đọc còn trật, nó đổ cái tâm hối của mình đó, đủ mệt rồi. Mình đi tới đó đó mình gặp rất nhiều chuyện bực mình. Những cái điều mà người Phật tử nên biết đó, không bao giờ nhìn lỗi người khác mà không, cũng không bao giờ nhìn cái lỗi của mình. Thì nên nhớ chuyện đó. Bởi vì nhìn lỗi người khác thì cống cao ngã mạn hoặc sanh. Mình nhìn cái lỗi của mình nó đưa tới cái hậu quả, nhiều người làm một việc rồi gì rồi đó, về nghĩ lại là hối hận, đưa tới sự trèo cổ, đưa tới sự nhảy lầu, đưa tới sự uống thuốc độc. Thành ra khi mình đi tới nơi nào đó đó, mình nên nhìn cái gì phù hợp với thiện pháp mình nên nhìn đối với người khác. Còn đối với mình đó, nếu mình một cái lầm lẫn gì đó thì mình nguyện từ đây sau tôi đủ rồi, tôi không làm việc này nữa, rồi nguyện làm tất cả các thiện pháp khá hơn để cho đời tôi khá hơn, chứ đừng bao giờ hối hận cái việc cũ đó. Mình nhớ chuyện đó. Bởi vì hối hận cái mà bình thường nhất cho sự hối hận của mình đó là mình đi uống rượu là phạm ngũ giới rồi, thấy không? Đó kể chưa kể về nằm thức ngủ mấy lần ngủ không được. Tại sao mình vậy? Tại sao mình dốt mình làm bậy 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 rồi ra mở tủ rồi lấy 30 viên Optalidone ngoài xưa rồi giờ biết thuốc gì không biết. Uống vô thử coi, thấy không? Nó có những cái rồi làm cho nó đúng. Mình làm sai thì bây giờ cái quả nó cũng xấu cả. Nằm mồ với thầy á. Dạ, sa thú, giờ con trinh kính tri ân sư Liễu Tông nghe rất là nhiều. Sau đây con thấy Như Quỳnh Boss lên bạch sư, xin cho con hỏi ông địa, ông thần tài mà người ta hay thờ là thuộc chúng sanh nào ạ? Người tu Phật có nên thờ cúng trong nhà không ạ? Chấm hỏi, dạ con kính thỉnh sư Liễu Tông. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự hỏi ông Điện Thần Tài hay là người thuộc chúng sanh loại nào thì cái chuyện đó không ai biết đâu. Bởi vì đó là truyền thuyết của nhân gian. Nhưng mà hỏi họ người thuộc công dân xứ nào thì nói được. Ở Việt Nam thì họ là công dân Việt Nam, họ ở Tàu hoặc là công dân Tàu, không có đâu khác đó. Còn hỏi chúng sanh thì không ai biết, vì chúng tôi chưa thấy ông Địa, ông Thần Tài là ở đâu lúc nào cả. Mình cũng biết được đâu mà trả lời. Thứ hai, mình là người tu Phật, chỉ nên thờ cúng Đức Phật hoặc là chư Thánh Tăng thôi. Và trong trường hợp ở nhà mình có những người mà thuộc trong cái hệ của mình mà quá giảng thì mình nên có chỗ riêng để mình ở thờ, để cúng đúc, để nó mình tưởng nhớ khi nào có dịp làm phước để hồi hước báo này kia. Làm cái gì đó là còn Đức Phật là tại vì mình muốn cái chỗ nương nhờ, thành ra mình làm một thờ, mình thờ ngày, thờ ngày để làm, để cho cái tâm mình nó thanh tịnh, chứ không phải là mình thờ ngày để ngày họ có hộ độ cho mình hay ngày lại nó ngáo quá làm. Ngài nói rồi mà, ngài nói ngài cũng chỉ là người chỉ đường thôi, đi không cho mình. Ngài chỉ đường, mình không có ra, không có đi làm sao mình tới nơi được, phải không? Chùa thì lâu lâu ấn tống kinh sách, mình đem về mình quý kinh sách mà không dám đọc, hoặc là đọc sợ kinh cắn là mình không có đọc, mình cứ cất một tủ thì mình làm thì có lợi ích được. Mình cũng muốn thích thì thờ Phật cũng được, mình không thích thì không thờ cũng không sao. Nhưng mà cái điều đáng làm là Đức Phật đã dạy rồi đó, người mà kính trọng ta tức là người hành theo pháp của ta dạy. Thì Đức Phật dạy cho người cư sĩ là gì? Học pháp, hành pháp và hoằng pháp. Thì pháp người Phật tử học nó có bao nhiêu chuyện? Nó 10 phương pháp tạo phước, bố thí, trì giới rồi này kia đó. Học cho nó ấy để mình làm cho trúng. Chứ còn đâu cần, đâu có gì đâu xa đó. Mình cứ tìm những cái xa xôi không à. Còn mấy cái mà dễ làm thì mình không làm. Rồi cái lâu lâu nó
thờ này xuống đem bỏ chùa. Ai hiểu gì đó ra mua đi, Phật mượn đi mua này kia ông chùm thờ tới chừng không linh cái đem bỏ chùa cũng như không. Tại vì mình thờ với cái tâm mà thờ muốn, mình muốn linh muốn đồ thờ cũng linh là phải rồi, phải không? Thành ra mình làm gì làm cho nó đúng, còn không biết phải hỏi cho kỹ. Quý vị đốt nhang cả ngày không bằng quý vị đọc một câu kinh, câu kinh Pháp Cú được. Quý vị vô học cái ngày Trân Lão Trí Đức học ráng thuộc câu đi, câu 4 rồi không thể. Mỗi lần quý vị ta nhớ tới cái gì thì quý vị đọc lên câu kinh Pháp Cú đó, thì tức là quý vị được đánh lễ Đức Phật một lần. Quý vị đọc 1.000 lần thì được quân chú vị đánh lễ Đức Phật 1.000 lễ. Bởi vì tại sao chúng tôi nói vậy? Đức Phật nói rồi, khi ta tịch rồi pháp với luật là thầy. Thành ra mình đọc một câu kinh Pháp Cú hay bất cứ một đoạn kinh nào đó đều mình, cái cơ hội đó là cơ hội mình đang đảnh lễ Đức Phật, mình đang được hội kiến Đức Phật, được hội kiến thầy của mình đó. Đó là chuyện nên làm, mình không có làm. Mà mình đi làm, mình đi kiếm ba cái mà ta đồn là chú hay là thím gì đó, cái này Phật mình không làm, mình đi kiếm chú thím rồi để mình thờ, để mình đọc, mình đụng làm gì, phải không? Nó làm gì làm cho nó đúng, chứ còn nếu làm nó trật thì càng làm càng vô ích, mà tốn công tốn tiền tốn của nữa, làm cho nó đúng. Bây giờ mình học thuộc câu kinh Pháp Cú không cần mang theo đâu cả, buồn buồn ngồi rồi mình tụng, mình hướng mà cái tâm mình về Bồ Đề Đạo Tràng nếu mình đã từng đi rồi, hoặc là cái Sư Đờ Con ở bên Giang Gòn, hoặc là ở cái chùa nào mà ở Việt Nam có thờ từng Phật mà mình thấy nghĩa là trang nghiêm thanh tịnh, mình hướng tâm mình về đó, mình tụng câu kinh Pháp Cú được, là mình đang đảnh lễ Đức Phật đó. Chứ nó không có gì mà xa lạ đó, nó chuyện dễ cho mình không làm, mình lo mình đi làm chuyện gì đâu không là cái mà lâu lâu ngồi buồn buồn là cái mất đức tin luôn. Nam mô Bồ Tát giá. Nam mô Bụt Thầy giá và con nguyên trang hết, con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, và con kính đảnh lễ ngài Liễu Tông, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức Tăng Ni, và con kính chào đạo tràng. Nghe được âm thanh con xin tín hiệu, con thấy hơi minh tâm bận nên con cảm ơn Như Quỳnh, và con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Kính thưa sư, theo câu kinh Sabbe Sankhara Anicca Ti, Sabbe Sankhara Dukkha Ti, tất cả các pháp hữu vi là vô thường, là khổ. Từ câu kinh này, mình có thể hiểu chỉ có pháp vô vi là lạc, không bị khổ và không bị vô thường, phải không thưa sư? Và con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi, và con xin xuất đạt. Nam mô Bụt Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị, Sabbe Sankhara Anicca, Sabbe Dhamma Dukkha, Sabbe Sankhara Dukkha, Sabbe Dhamma Anatta. Nó có 9 đoạn đó, 12 đoạn nha. Vậy thì bây giờ mình nên hiểu nghe pháp hữu vi thì nó có đủ 3 chuyện để nói, tức là vô thường, khổ và vô ngã. Còn
của Pháp Vô Vi trong cái cầu kinh này thì chỉ là vô ngã thôi. Còn chữ lạc đó nó nằm ở chỗ khác, nó nằm trong cái lắc hành hạ của cái Pháp Vô Vi, tức là nếp ba năng. Nó có cái của nó là từ gọi là sẵn tỷ lắc khả năng, tức là lạc á. Còn cái chỉ có lạc cái vô ngã thôi. Còn cái chỗ mà thường thì không thể nói, thường thì không thể nói, không thấy chỗ nào mà nói Pháp Vô Vi là thường đó. Chứ chúng tôi chưa gặp, có lẽ mình học ít mình chưa gặp, khi nào gặp thì chúng tôi sẽ nói. Bây giờ tới bây giờ thì chưa có gặp, thành ra chỉ biết Pháp Vô Vi thì có cái là với lạc với vô ngã. Còn thường thì không thấy nói, không thấy chỗ nào nói là Pháp Vô Vi là thường đó. Thành ra tạm thời giờ mình chỉ biết hai chuyện trước đi. Khi nào mà quý vị có gặp được cái chỗ nào nói Pháp Vô Vi là thường thì cũng xin cho đạo tràng biết để đạo tràng có cơ hội học hỏi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ không biết đạo hữu Định Tuệ song tu còn có thắc mắc gì không ạ? À? Dạ kính mời đạo hữu ạ. À. Dạ trong khi chờ đợi, dạ con kính mời đạo tràng cùng đặt câu hỏi và có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chết chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. À. Dạ con xin đọc tiếp câu hỏi của Định Tuệ song tu. Kính thưa sư, trong bài kệ Anicca Watasankara Upa Dawayat Thamino Upachitua Niruchasang Vupasamo Sukho Tí, các hành là vô thường, có sanh phải có diệt, sau khi sanh chúng diệt, tịnh chỉ chúng là an lạc. Chữ Sankhara trong bài kệ này ám chỉ tất cả các pháp hữu vi trong toàn thế giới nói chung hay chỉ là năm uẩn của mỗi chúng sinh? Và con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. À, và con xin xuống mít thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ kính bạch chư tổ, dạ kính thưa chư quý vị. Thì Sankhara đây nói cái nó chỉ chung cho nhất quẩn, tứ quẩn hoặc ngũ quẩn đều chung hết á, chứ không có ấy ra đó. Bởi vì ở chúng sanh hay cõi này thì nói trắng là không có chúng sanh. Ở cõi Bành Chà Vô Ca Rá này thì không có chúng sanh nào có bốn quẩn, năm quẩn. Nhưng mà sở dĩ trong dự Sankhara mà không nói là ngũ quẩn mà chỉ nói là các pháp hữu vi đó, tại vì nói cho cả cái vũ trụ này chúng sanh cõi vô tưởng này chỉ có một quẩn nè, chúng sanh là cõi vô sắc thì tới bốn quẩn. Lại thì dùng cái chữ đó trên ngày không có dùng chữ chữ ngũ quẩn, không có ngũ quẩn. Vậy ngũ quẩn là nói chung hết cho tất cả pháp ngũ hữu vi, nhưng mà nếu mà nói trong những trường hợp thì chỉ có cõi ngũ quẩn là phải nói là tính là cõi tứ quẩn, là tính là cõi nhất quẩn này kia, nó bao nhiêu chuyện nó nói chứ không phải là một chuyện. Anh thường thường là chữ Sankhara này nó tới bốn nghĩa, bốn hay năm nghĩa gì đó. Thì khi mà nói Sankhara thì mình nói cho chung cho pháp hữu vi hết, chứ không có trừ một cái nào đó. Bởi vì nó chỉ bốn năm nghĩa thì theo chỗ nó đứng. Nếu mà nó không có hỏi thấy thì mình tính là ngũ quẩn. Còn nếu mà nói Avijja Sankhara thì cái đó chỉ có một quẩn thôi, chỉ cho hành quẩn thôi. Chứ Sankhara cho đó chỉ hành quẩn thôi, chứ không chỉ cho khác. Thành ra nó tùy nhờ theo nhiều chuyện, nó thành ra chỉ Sankhara trong trường hợp này thì chỉ chung cho một ngũ quẩn của tất
của cả vũ trụ này chứ không phải không ấy đâu. Tùy theo chúng sanh ở cõi nào, cõi nhất quẩn, cõi tứ quẩn hay cõi ấy đều nằm trong cái chữ sẵn là hết. Nam mô Phật Thầy nhé. Nam mô Bích Thầy dạ. Con kính lãnh lễ quý sư. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy định tuệ sâu đã tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi về những thắc mắc của mình trong tuần qua. Dạ quý cô chú, quý đạo hữu có những thắc mắc gì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chích chat trên màn hình và con sẽ đọc câu hỏi ạ. Dạ con xin tiếp tục đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính thưa ngài, bài kệ trên con dịch nghĩa như vậy, có gì bị sai không thưa sư? Tất cả mọi hình thức hiện hữu của năm uẩn đều là vô thường. Chúng là pháp sanh, là tất yếu phải bị diệt. Tịnh chỉ sự sanh diệt của năm uẩn là an lạc tối thượng. Dạ con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Nếu mình dịch cho nó trúng, mình dịch tất cả các pháp hữu vi thì nó tương đối nó dễ, nó chính xác hơn là mình dịch là hành thức hiện ngũ quẩn. Dạ, ngoài chư Sankhara này nếu mình dịch pháp hữu vi thì tương đối là nó chính xác hơn là mình dịch là ngũ quẩn. Đồng ý nó chỉ là ngũ quẩn, nhưng mà giống như chúng ta nói nãy đó, thì theo chỗ tứ quẩn, chỗ tam quẩn này là mình đồng ý là mình nói một cách tổng quát như vậy. Nhưng mà nếu mình dịch là tất cả sự ngũ của pháp hữu vi thì có lẽ là nó tương đối nó bao trùm hết tất cả mọi chuyện. Nam mô Phật Thầy dạ. Nam mô Bích Thầy dạ. Dạ con thấy đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã xa thú, kính tri ân sư. Dạ cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng đặt câu hỏi về những tuần qua mình có thắc mắc gì có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ, hay là có thể chết chat trên màn hình. Dạ con xin đọc câu hỏi cho ạ. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ con xin tiếp tục đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Có người cho rằng niệm Phật mục đích là để định tâm, do đó thay vì niệm ân đức Phật thì niệm câu chữ gì khác miễn là được định tâm. Chỗ này phải hiểu thế nào kính thưa sư? Và phước báo lên của mọi người niệm ân đức Phật, pháp tăng đều giống như nhau hay có sự khác nhau? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Thật sự ra đó mình niệm ở đó để cái tâm nó định được là nó tại sao phải niệm Phật, tại sao phải niệm cái khác. Bởi vì mỗi số cái đề mục nó có thích hợp cho số cá tánh khác nhau. Cái người mà hành thiền chỉ đó, tức là một trong 40 cái đề mục thiền chỉ, 1 hoặc 2, 3, 4 trong 40 đề mục của thiền chỉ đó, dựa vào 6 cái cá tánh của cái vị đó. Còn thiền minh sát thì nó cũng có 4 cá tánh. Nó phải dựa vào một số cái điều kiện cho bước đầu. Như cá tánh đó là khi nào mà mình niệm cái khác thì nó không có cái định, hai cái định đầu, hai định sơ khởi, nó không có sanh được. Tức là Bà Đi Cầm Má Sà Ma Thí và với Bà Cha Rá Sà Ma Thí không phát sanh được. Mà nó không phát sanh được bởi vì nó trật cái, nó không phù hợp với cái cá tánh của mình. Mà nếu không phù hợp với cá tánh thì mình niệm với cái chữ gì khác chưa chắc nó phù hợp cá tánh của mình, thì mình niệm qua ngày thôi. Vì thấy những người mà cái kêu tên của mấy cái gì Phật bên hệ phát triển là đặt ra
Cái nhiều khi niệm vậy chứ cái lúc họ họ sân còn nhanh hơn là cái định hoa đó, thấy không? Nó không có lôi kéo được cái sự đồng nhất của các lộ trình tâm. Thành ra sở dĩ mà người ta phải chia ra như vậy đó là tại dựa vào cá tính của cái gì đó. Bây giờ nào không biết sao cá tính đó nó phù hợp chuyện gì, quan sát thế nào, thì vô lật trong thanh tịnh đạo coi, họ giải thích ngài Bồ Tát Cô Xã ngài thích rất rõ ràng. Nên nhiều cái gì mà ở ngoài thì không biết gì, nhưng mà thì tu thời gian sao thành thầy bói, bói hay đó mà không phải thầy bói, nhưng nhìn có thể biết được đó, này nhờ vào sáu cá tính kinh nghiệm họ quan sát những cái đó là hành quá mà kim chùm đó, thành ra họ nhìn mà định tệ xung thu thấy mà đi qua quẹo hai hàng là biết cá tánh liền như thế nào liền, mà họ nói y chang là vậy đó, chứ không phải họ làm thầy bói đâu, đều vậy đó, nhờ vậy thì họ mới giúp mình được. Ví dụ tại sao mà lúc đó mình phải niệm cái đó mà lúc khác phải nên đổi đề mục là vậy đó, bởi cá tánh cũng thay đổi, không phải người nào có một cá tánh không đâu, nhiều khi hai hoặc ba cũng chừng, mà nó thay đổi tùy lúc đó. Ví dụ mình để ý hàng ngày của mình đó, cái bữa mình thích ăn cái món ăn này nhưng mà một hai bữa sau mình lại không thích nữa, thì vậy đó, cái cá tánh nó thay đổi theo một số cái điều kiện của nó, mà khi nó thay đổi thì mình lựa đề mục khác, thì ông thiền sư cũng cho mình lấy đề mục khác liền à, chứ nếu mà để cái đề mục đó là không bao giờ thành đó. Bởi vì khi mà nó không phù hợp rồi, cái gì niệm là cái tâm nó cứ phóng thôi, chứ nó không ở chỗ được. Mà đầu tiên mình vô mình cũng không biết cái cá tánh, mình không biết cái đề mục nào thích hợp với mình đó, thì lại càng nguy hiểm nữa, là tại vì mình có thể bị lạc như chơi chứ không phải dễ đâu. Thành ra cái đó là niệm là phải tùy theo cá tánh, chứ không phải là muốn niệm câu gì cũng được, nó mồ với thay á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính mệnh lễ ngài. Con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã xa thú. Dạ con xin đọc câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Bạch ngài, trước kia khi chưa biết Phật giáo, nguyên thủy, con có theo học môn thiền của ngoại đạo gọi là Nhân Điện của cô người Việt sống tại Úc. Môn thiền này học phí giá cao 5 triệu đến 10 triệu, một lớp 4 đến 5 ngày. Sau này khi đến với Phật giáo nguyên thủy, thì con thấy môn thiền mà con theo học giải trái ngược lời Phật trong kinh điển Pali, nên con chấm dứt liền. Dù trước đó theo được 3-4 năm, và xem cô viện chủ giống như người mẹ tâm linh, và trước khi quy y Phật Pháp Tăng thì con chấm dứt, không muốn liên hệ gì đến người cô và môn thiền đó nữa. Như vậy con có là người vô ơn, không biết tri ân, không thương ngài. Xin ngài từ bi chỉ dạy cho con. Dạ kính cảm ơn đạo hữu Như Cánh Chim Trời đã đặt câu hỏi. Dạ con tính nhân mít lại cho ngài để ngài giảng dạy. Dạ con ạ. Nam mô Phật Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Gia Kinh Thưa Chư Quý Vị. Khi người nào đó mà người ta có cái gì ta giúp cho mình á, thì mình phải biết ơn, thì đúng, ta giúp đúng nha, ta giúp mình thành tà ma ngoại đạo, thì cái đó mình phải chạy trốn cho sớm chứ đâu có gì đâu mà vô ơn, phải không? Thầy Đức Phật vậy đó, nhiều người nhóm luật sư đó học trò nhiều lắm, học trò cái đi qua với Đức Phật rồi cái xin quy nơi ngài đó, nó đâu phải là người vô ơn đâu, họ thấy cái gì có lễ thôi. Ví dụ như ngài Ubali đó, quý vị, ngài Ubali không phải Ubali mà là xuất sắc về tạng lực. Ngài Ubali này con của học trò của một cái nhóm luật sư đó, thì cái nhóm luật sư đó mới đưa gửi ông đi qua để đấu khẩu với Đức Phật. Hôm qua ông đấu thua. Ông đấu thua cái ông về. Trước ông về ông hỏi với Đức Phật, hỏi là con xưa còn đi theo cái đám đó, giờ ngài con phải đối xử với ngài đó là ông nó cũng như vậy thôi, chứ là có gì đâu. Thì cái ông về thì cái đám đó ngày nào nó không tới để nó ăn cơm,
xin cơm đó, như giống như đi từ bình mình thì không có để ngoài đó, lấy thì cứ lấy, không để rồi đó, để cho tôi lấy thì cứ lấy, chứ ông không rao, ông trao tận tay nữa, thì cái đó đâu phải là động vô gì đâu, không có gì hết. Cái người mà người ta cho mình cái điều gì tốt là mình đã biết ơn thì đúng, còn nó dẫn mình vô cái con đường mà trước sau thì mình cũng chết, cũng quỷ thì chạy trốn được là may rồi. Vì thời đại này thì người ta cứ hiểu lầm cái chữ vô ơn với biết ơn, người ta lợi dụng cái đó là người ta thấy. Thì bây giờ mình thấy người ngờ ở Việt Nam đó, mình thấy người ngờ đó, hồi lúc trước thì vô ở đậu thì cô bác ông bà chúng con tới chừng sau thì sao nó làm vô thì bọn bay phản động chúng ông cho con bay đi cải tạo, ví dụ vậy đó, phải không? Chuyện bình thường thôi, mình cũng giữ cái tình bạn thì được, nhưng mà theo họ với tư cách giống như thầy trò ngày xưa thì không nên, bởi vì đó là nó làm cho mình càng ngày càng xa lầy, nên mình phải làm sao để mình có sự tiến bộ. Nhưng mà khi qua cái mới cũng nên học cho nó đúng, chứ đừng có đi nghe theo những người mà học từ từ tới thì chỉ mình là trước sau mình cũng bỏ nữa mệt. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con kính lãnh lễ quý sư và kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu như cánh chim trời đã dạ con kính tri ân sư, con kính tri ân ngài. Dạ dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi với những thắc mắc của mình trong tuần qua. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tuệ Song Tu. Kính xin sư Hoan Hỷ giảng giải thế nào là giáo pháp của Đức Phật khéo thuyết giảng hoàn hảo ở phần đầu, hoàn hảo ở phần giữa và hoàn hảo ở phần cuối. Dạ cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Tha Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả. Kính thưa chư quý vị, nếu mình hiểu theo pháp hiệp thế đó thì hoàn hảo phần đầu tới hoàn hảo về giới, hoàn hảo đoạn giữa, hoàn hảo về định và hoàn hảo cuối cùng hoàn hảo về phần tuệ. Nhưng mà nói theo siêu thế thì ba cái này nó ở một chỗ. Tại vì trong pháp siêu thế đó, tám cái chi pháp này đó, nó phát sanh cùng một lúc, không trước không sau, gọi là ní giá tạ ê cà tô mắc khá. Còn ở hiệp thế thì nó phát sanh không đồng đều nhau. Bởi vì thứ nhất là những ba tầm giới giới phận đó, khi có khi không, và khi có một chứ không có đầy đủ. Thành ra mình hiểu cho nó một cách nó hoàn hảo, phần đầu phần giữa ấy ra, tức là người đó ít nhất phải đắc sơ quả. Bởi sơ đạo là tám cái tâm đó, là tám cái chi pháp đó, nó ở cùng một chỗ, không trước không sau, mà làm cùng một việc là tiêu diệt phiền não. Nó là cái hoàn hảo nhất, mà được nói là bạn ở đoạn đầu giữa đoạn cuối. Vì vậy nên nhớ trong giáo pháp Đức Phật đó, mình đừng có nghĩ rồi mình ra đoạn đầu là phải lúc nào, đoạn giữa lúc nào, không phải. Không giống như cái mà nhiều cái chuyện đó mình nói liên quan pháp hành đó. Lúc đầu thì mình còn có chỗ phân biệt được, nhưng mà khi nó tới cái mức của nó rồi là nó phát sinh ở trong một sát na tâm mà thôi, chứ nó không có nhiều, trong một sát na tâm mà thôi, thành ra không thể phân biệt được, bởi vì đầu đuôi là nó là một. Thì cũng giống như nhân quả trong giáo pháp Đức Phật đó. Nhân sanh trước quả có, nhân đồng sanh với quả có, và nhân sanh sau quả cũng có. Thành ra cái giai đoạn hòa hậu, đoạn đầu đoạn cuối là tính cho nhân sanh trước quả, nhưng mà ba cái cộng lại đó, nhân đồng sanh với quả hoặc nhân sanh sau quả cũng có, nên nó cũng là một hết. Thành ra cái đó là sự hoàn hảo cao thượng nhất trong giáo pháp Đức Phật. Nam mô Bích Thầy á. Nam
Nam Mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con kính lãnh lễ quý ngài, dạ kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã xa thú, kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Vì những câu hỏi của quý đạo hữu sẽ làm bài học chung cho đạo tràng ngày hôm nay ạ. Dạ con kính mời quý cô chú có thể chat chat trên màn hình hay là có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài ạ. Và con sẽ nhường mic lại. Dạ con xin đọc câu hỏi tiếp của đạo hữu định tuệ song tu. Một pháp tuy không có chân thật, nhưng nó không làm hại cho người khác, mà ngược lại nó còn có thể giúp cho người khác được an lòng, được vui vẻ hạnh phúc hơn, sống tốt hơn, thì có được phép thực hiện không thưa sư? Ví dụ việc người lớn nói dối về ông già Noel với trẻ con để chúng có những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc hơn, làm phương tiện khuyến khích chúng làm điều thiện, điều tốt nhiều hơn. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi. Kính cảm ơn định tuệ song tu đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư vị, cái đó là không nên làm. Bởi vì mình nói là mình nói cái điều không thật rồi đó. Cái lỗi, cái nguy hiểm của cái người nói đó là phạm giới. Dù rằng mình nghĩ có thể giúp cho người khác cái lợi, đồng ý có thể giúp được, nhưng mà cái nguy hiểm vẫn là của mình. Thành ra cái việc là làm gì mà có lợi cho mình, có lợi cho người thì nên làm. Có lợi cho người mà không có lợi cho mình cũng không nên làm, mà có lợi cho mình không có lợi cho người cũng không nên làm. Thành ra khi mà cái sự không có chân thật đó là không nên làm. Bây giờ mình nói để cho nít nó vui gì đó, nó còn nhỏ nó vui, nó được đồ nó vui, nhưng mà tới chừng lớn rồi đó, nó nghĩ tại sao chuyện gì mà mình người lớn vẫn gạt mình hay là nói không thật với mình. Mà nếu mà cái sự suy nghĩ đó nó phát sinh ra lậu cận tử là nguy hiểm cho cái chúng sanh nó rất là nhiều. Mà cái người làm cũng vậy, người làm mà bình thường họ thấy không sao, nhưng mà tới cái lậu cận tử tự nhiên mình nghĩ đáng lẽ mình cũng không nên nói láo hay là không nên làm cái việc đó đối với người khác. Thì khi mà cái đó mà phát sinh lậu cận tử như vậy thấy nó nguy hiểm, nó không thể kể được chứ không thể là nó không nguy hiểm được. Thành ra cái chuyện gì mà có thể làm cho cái tối thiểu là ngũ giới của mình không trong sạch đó, thì không nên làm. Chứ còn mình nói nên làm hay chuyện người không nên, dầu rằng mình có quy kết cái gì đi nữa cũng không nên. Nên còn hãy mình muốn quy kết cho nó làm thì mình phải làm cái điều gì mà thật thì mình làm cho nó, để cho nó có cái sự an vui và sau này nó không có hận, hoặc mình cũng không có hận gì cái việc đó. Nó mô với thầy á. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã kính tri ân ngài. Dạ. Dạ con cũng rất là xa thú khi ngài giảng dạy câu hỏi này ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi câu hỏi, con xin có một câu hỏi ạ. Dạ kính thưa ngài, hồi nãy con cũng như là khi mà mình hành thiền ở nhà đó ngài. Thì mỗi sáng cũng như con lễ bái Tam Bảo, rồi mình tự xin giới. Khi mà mình xin giới xong thì mình có cần đọc là sám hối Phật Pháp Tăng không ngài? Dạ con, tại vì sáng con lễ bái Tam Bảo thì mình đọc tiếng Bali, rồi có con xin thọ trì quy giới, ngũ giới. Nhưng mà con muốn hỏi là sau đó mình có cần đọc cái phần mà sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, rồi xong rồi cuối cùng mình có cần hồi hướng không ngài? Và ngài có thể chỉ dạy cho con để con có thể làm đúng ạ. Và con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ kính thưa chư quý vị, ở nhà quý vị trước khi làm gì đó quý vị, sáng quý vị dậy đi thì quý vị trong kinh lễ bái Tam Bảo thì trong đó đã có phần sám hối rồi chứ làm sao không có được.
bắt đầu vô sảnh đi xin nô qua đâu vô thiếu mô lê rồi cuối cái qua khỏi cái phần đó tới tầm ăn khê ná quanh đây hẳn ba đá băng sủng ở đó tầm ăn bứt thê vô khả lý tô đồ sổ bứt thô khả bá tô tăng hoa lăng đó thì nó đã có trong đó vậy sao không có. Rồi sau đó rồi mình mới xin thọ tam quy ngũ giới, mình xin thọ tam quy ngũ giới thì mình không có cần đọc vậy đó. Mình chỉ cần đọc năm mô ba lần là mình đọc năm cái điều giới đó. Rồi mình quy. Rồi sau đó rồi khi mình hành thiền xong rồi mình mới hồi hướng cho chư thiên, cho hồi hướng gì là cái chuyện đó mình nên làm trong đó. Còn nếu mình không hồi hướng lúc đó thì tối mình có một thời nữa thì mình làm thời tối thì mình làm luôn. Đó. Bởi vì khi nào tụng lễ bái tam bảo đều có cái đó hết chứ. Chứ làm sao mà không có được, có hết ha. Làm cho nó đầy đủ. Cái phần hồi hướng thì hồi hướng tụng cái imina gì đó nó tốt hơn. Tại vì cái đó là hồi hướng luôn cho cả chư thiên. Nam mô Bích Thai nhé. Dạ sa thú con kính tri ân ngài. Tại vì con đọc cái, con chỉ đọc vô con Nam mô Tát Xá, rồi sau đó con đọc ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng, rồi con xin giới. Dạ, dạ thôi con bây giờ ngài chỉ vậy thì con biết con phải đọc để bái tâm bảo hết đầy đủ. Dạ, tại vì con mới đầu con chỉ đọc ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thôi ngài. Rồi sau đó là con xin giới, rồi sau đó thì có nhiều khi con sám hối Phật Pháp Bảo Tăng. Dạ, nên con kính tri ân ngài. Dạ. À, con xin đọc câu hỏi của Như Quỳnh. Thưa sư, cho con hỏi tương tự như câu hỏi phía trên. Vậy khi người khác hỏi mình mà mình nói ra sự thật thì nó lại có hại cho mình. Vậy là mình nên trả lời hay không ạ? Dạ con kính dâng mít lại cho ngài. Cảm ơn Như Quỳnh đã đặt câu hỏi. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Phật Thầy giả kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị, vì nhớ cầu mà Đức Phật dạy cho chư tăng á, vì hành theo đó cũng được gặp nhau không nói được lại đúng theo chánh pháp, đúng theo chánh pháp tức là chân thiền mỹ đúng thời đúng lúc, có năm điều kiện nói đúng theo chánh pháp là chân thiền mỹ đúng thời đúng lúc thì nên giữ im lặng như bậc thánh thì không có gì có hại cả. Nên cái lời nói mà lời nói bất cứ lời nói gì mà nó không nằm ở trong năm cái điều đó thì mình có quyền im lặng chứ không có gì đó. Bây giờ chắn mà nói dầu lần cái lời nói mà có thật đi nữa mà nói không đúng lời, không đúng thời đúng ấy là nói ra vẫn nguy hiểm như thường, thì nói đúng thời đúng lúc đàng hoàng chứ không có phải. Mà nếu mà không nói được lời nghĩa là đúng theo Phật pháp tức là chân thiền mỹ đúng thời đúng lúc đó, thì nên giữ yên lặng như bậc thánh. Nam mô Bích Thai á. Nam mô Bích Thai á. À, Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh còn thắc mắc gì không ạ? Dạ, con thấy Như Quỳnh đã sa thú, con kính tri ân ngài. Dạ, con xin đọc câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Bạch ngài, xin ngài từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con thêm một điều nữa thôi. Con có cái bệnh rất ghét mấy ông thầy bà cô Bắc Tông. Con ghét từ thời nhỏ, lúc đó chưa biết Nam Tông, Bắc Tông. Lúc đó tâm con muốn đến học hỏi đạo Phật lắm, nhưng thấy mấy ổng vậy con ghét, nghĩ con đường đến với Phật giáo của mình tắc nghẽn. Sau này khi hiểu và đến với Nguyên Thủy, nghe quý sư giảng dạy, con cũng đỡ ghét các ông hơn. Nhưng mỗi khi gặp hay thấy mấy ổng ở đâu là sự ghét trong con lại nổi lên. Xin ngài chỉ dạy cho con giúp ạ. Và cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và con kính dâng mít lại cho hàng để ngài có thể trả lời câu hỏi ạ. Và con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Thà giá kính bạch chư tao mì giá kính thưa chư vậy. Trước hết mình không thích người đó tại người đó có thể là người xấu. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, trong quy vị pháp có dạy rồi, trong phẩm vị đề đó là ba pha la thăm ma,
tức là cái pháp làm cho chúng sanh nó ra thành người xấu, người ác, cái pháp đó là gì? Tức là nếu mà nói cho đầy đủ là 12 tâm bất thiện và 27 tâm ở đi theo nó, còn nói dân tắc là tham sân si. Thành ra khi nào cái tâm mình có tham sân si, lúc đó mình là người ác, mình thấy ông đó ông không tốt, ông là người xấu, mà mình giận ông tức là mình cũng là người xấu thì giận người xấu thì không có nên. Không có nên. Bây giờ mình muốn tránh trường hợp đó thì mình phải học một số cái bài về kinh. Dễ nhất là Nam Mô Tát Xà đi ha, Nam Mô Tát Xà đó. Thành ra khi nào mình thấy người nào mình không vui là mình cứ nhắm mắt mình Nam Mô Tát Xà Phá Hoa Tổ. Thì dĩ nhiên mình đổi điều kiện, không lẽ mình Nam Mô Tát Xà mình nghĩ tới từng Phật mà mình còn giận Đức Phật nó ra đâu có được. Lúc đó là mình quên người kia là hết giận à. Thành ra hết nghĩ xấu tới họ thì cái tâm mình nó được thành tiền pháp. Có những cái mà cái pháp đối trị ngắn ngắn vậy đó mình nên tập, hay là bất cứ câu nào cũng được, bút thằng xà năng gách xả mí vậy. Ví dụ như còn thì mình tập cho nó dễ người ta, hoặc là mình đọc về ngắn quá mình đọc về dài đâu chút là cái gì con đem hết lòng thành kính làm để Đức Phá Hoa đó vậy đó, tiếng Việt, tiếng Bali là tiếng Việt để cho nó dài ra, để cho cái tâm mình nó ở trong cái đối tượng, không có gì là sách ra coi cái phần mà lễ bái xin đi cho nó dài chút cho mấy người ta tụng để người ta có cái tâm bình tĩnh đó. Trong sách ta có Acchatage Banube Tăng Bhutang Saranang Gacchami Nô tỳ dâm bị ách cha ta ghê ba nu bê tăng thầm măng sẽ ra năng gạch cha mí. Thì mình đọc hết ba còn là chín lần như vậy là cái tâm mình nó hết giận à. Thành ra thứ nhất là mình đang nghĩ là người giận gì, người xấu giận người xấu thì không có nên, một chuyện. Thứ hai là nên đối trị, thành cái là mình học cầu đảnh lễ Đức Phật hoặc là cầu đảnh lễ Phật Pháp Tăng gì á, cái mình tụng cái đó thì cái tâm mình thì chắc chắn là đổi đối tượng là hết à, không có gì đó. Đó là những cái cách để cho mình cái tâm mình nó không còn nghe hiềm hận như người khác. Nam Mô Bổn Thầy á. Nam Mô Bổn Đảnh Lễ Quý Sư, kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu đời đã con xin tri ân sư, cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Và sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Vì những câu hỏi của quý cô chú chung cho đạo tràng và có lợi lạc rất nhiều cho mọi người ạ. Dạ con kính mời. Dạ con thấy câu hỏi của Định Tuệ Song Tu, con xin đọc câu hỏi ạ. Mục đích cứu cánh của Đạo Phật là đoạn tuyệt phiền não để chấm dứt sự tái sanh luân hồi. Rất nhiều người do tập khí ngã chấp nhiều đời cho nên khi nghe tu để rồi không còn trở lại nữa, không còn hiện hữu trở lại nữa thì họ rất sợ. Vậy chỗ này nên hiểu thế nào kính thưa sư? Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ sau đây con kính dâng mít lại cho ngài để ngài có thể giảng dạy câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam Mô Bổn Thầy, dạ kính bạch chư tổ mì, dạ kính thưa chư quý vị. Tại vì lý do người đó học không có tới nơi à, thành ra họ khi nào họ nghĩ tới cái không sinh lại là họ tưởng đâu là cái gì đó lang thang không có chỗ sanh đó, nên họ sợ lắm. Nhiều người ở đây có người cũng lại nói gì đó, nói sợ bây giờ mình tu nhau mà cái tới chừng nhắm mắt rồi không được sanh lại, phải lang thang đó, cái lý thuyết mà 49 ngày không có chỗ sanh rồi này kia đó, nhiều người sợ lắm. Mình phải hiểu không còn sanh lại tức là mình phải làm cái thiện pháp cao thượng nhất. Ở đây đó, xin giải thích cái câu hàng ngày quý vị nói hoài mà nhiều khi quý vị hiểu không hiểu tới rồi lại nói để cho quý vị hiểu thế nào là không còn sanh lại. Hiểu câu này thì hiểu câu đó, tức là cái câu mà sập bá ba bà xã a ca la năng
kusilatsu và sambada sa chitta bariyo ta bản năng nghe thằng buddha na sa sa năng. Thường thường mình dịch là cái không làm việc ác hay làm việc lành, cố gắng giữ tâm thanh tịnh là rồi chứ ba đời Phật dạy. Thật sự mình dịch đây là mình làm gì cũng được đó. Bởi vì câu đó là nói tới nhân nghĩa, ý là nhân quả. Câu mà sập báp ba bà xạ cả ra năng đó, tức là không làm việc ác. Tại vì mình dịch không làm việc ác là mình làm không được, mình không biết sao làm là không làm việc ác. Bởi vì cái câu đó là cái nó tới cái quả mà nó không làm việc ác không được. Bởi nó là cái quả. Cái quả. Thành ra nếu mà dịch để mình làm được, qua dịch là làm thế nào để được gọi là không làm việc ác. Đó. Thì mình mới biết về không làm việc ác là cái quả. Còn bây giờ mình nói mình dựa vào thực tính pháp thì mình nói không làm ác là cái quả. Thì cái quả mà cái đấng mà không làm việc ác lại tức là tứ thánh quả. Nhớ tứ thánh quả tức là bậc A-la-hán thì không còn làm việc ác nữa. Thì câu thứ hai là cái nhân, câu thứ hai là hãy làm việc lành. Thì cái việc lành nào mà làm cho mình tới cái tứ thánh quả, tức là tứ thánh đạo, tức là cái việc thiện, là việc thiện đó, việc thiện cao nhất rồi, không còn việc thiện nào cao hơn cái tứ thánh đạo. Mà khi mà tứ thánh đạo mình tạo được cái tứ thánh đạo rồi, cái tứ thánh quả sanh rồi, cái tâm người đó tự nhiên là trong sạch, chứ không cần phải giữ cho tâm trong sạch gì đó. Thì bây giờ đó mình muốn làm cái đó thì mình phải trong thời gian của mình á, đừng bao giờ mình nghĩ làm cái tốt nhất đó, mà mình phải làm cái tốt hơn ngày hôm nay. Thì cái tốt hơn ngày hôm nay là gì? Hôm nay mình đi làm, mình không học Phật pháp nhiều, mình làm cái tâm thiện ly trí, thì mới làm cái tốt hơn là tâm thiện hợp trí, tâm thiện dục giới hợp trí. Khi mình làm thời gian sau, xin lỗi, để chúng tôi uống nước đây. Trời lạnh lạnh nghe thành tôi tức hồi nào cũng hay. Thì mình làm cái tốt hơn là khi mình làm cái tâm thiện hiệp thế dục giới, là mình làm cái tốt hơn, tức là tâm thiện sắc giới. Rồi sau nữa mình phải làm cái thêm cái tốt hơn, mình đi từ từ để cái tâm mình khi nó có năng lực rồi đó, thì mới bắt đầu sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tư quả, rồi mới tới cái cao. Chứ còn bây giờ tự nhiên mình nghĩ tới cái cao nhất mình muốn có là tứ thánh đạo, thì mình thấy mình làm được gì đó. Bởi vì cái căn bản là từ thấp tới cao mình đi không có đúng đường. Cũng từng từ pháp hành theo từng từ pháp mình làm cũng có trật lách, thì cái kết quả nó không có, cái kết quả nó có mình lặp đi lặp lại những cái chuyện mà người ta nói mình học cái căn bản không có. Căn bản là gì? Bố thí, trì giới, thiền định, thân thể. Mình bố thí mình cũng không học, không làm trì giới, mình không làm, mà mình nhào vô cái mình hành thiền chỉ để được đắc thiền. Mình hành với cái tâm tham, ví dụ mình nó vô mà cái như vậy hoài. Là khi mà như vậy hoài đó là nó bắt đầu mới nó tạo thành những cái tập khí, hay là mình gọi là cái thường cận nghi duyên đó, cái tiền nghiệp xấu đó, tiền nghiệp xấu. Là ra sau này mình tự suy nghĩ những cái điều mà không có trong kinh điển, mà mình tin theo sự suy nghĩ của mình, nó mới đưa tới cái chỗ giống như câu hỏi cái vị hỏi vậy đó. Đó. Thành ra khi mình làm ra đúng vậy rồi đó, thì cái đó nó không còn quẩn lại trong cái đó của mình nữa. Tại vì mình tìm cái tốt hơn, nhưng mình đừng bao giờ mình nghĩ cái tốt nhất đó. Bởi vì mình không có khả năng để đi tìm kiếm cái tốt nhất, trong khi cái tốt hơn mình chưa có. Ví dụ như thấp nhất mình chưa có được, thì cái đỉnh cao hơn là mình thấy mình có được rồi. Thì những cái mà tiếp tục về đó thì nó quân tập để cho nó trở thành một cái thường cận y duyên cho đời mình đó. Thì lúc nào mình cũng nghĩ việc mình đang làm này chưa đủ tốt, mình phải tiền mà tốt. Ngày mai mình có làm nữa thì cái tiền thiện này cũng chưa đủ tốt, rồi là tốt hơn. Thì tốt hơn đừng bao giờ biết đủ trong cái ác pháp, cái thiện pháp là vậy, mà chỉ nên biết đủ trong ác pháp mà thôi, chứ đừng bao giờ biết đủ trong thiện pháp cả. Thì sau này cái tư tưởng nó sẽ không còn nữa, không có sợ tập bảy tập ba nữa. Bởi vì mình đã thấy cái con đường rồi, bắt đầu thấy con đường, thấy được cái con đường đi của mình rồi. Đó, con đường nó như vậy thì mình đi đúng đường thì mình không có sợ lạc.
Còn cái con đường mà mình không thấy cho nó đúng mà mình cứ sợ lạc không thì những cái chuyện gì nó cũng có thể xảy ra, cũng cái sự suy nghĩ của phạm nhân mình đó là một cái tài á. Nam mô Bích Tha giá. Dạ con đã thấy đạo hữu định tuệ song tu sa thú kính chân ngài. Dạ sau đây con xin đọc câu hỏi của Như Cánh Chim Trời. Bạch ngài, cho con hỏi thêm một câu nữa. Không được không ạ? Vô ngã có phải là không cái gì là của mình gọi là vô ngã? Con kính tri ân ngài. Dạ kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít ạ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bích Thầy Dạ kính bạch chư tôn hiền giả, dạ, kính thưa chư quý vị, cái chữ vô chữ Anatta đây nó tới bốn nghĩa rồi ha, bốn nghĩa nhớ để biết. Thứ nhất là cái nghĩa thứ nhất là không chiều thấy một ai, tức mà mình nói mình có cái ngã cái ta này đó, mình muốn được về được nọ thì không được, là từ đó nó có chữ vô ngã. Cái thứ hai là vô chủ, là nó cũng có chủ, không ai làm chủ được nó cả. Bây giờ đọc trong bài kinh vô ngã tiên kinh thì thấy đó, nếu mà nó có thì mình nói là nó phải về phải nọ được, còn này nó vô chủ, mình không phải là chủ nó. Cái thứ ba có nghĩa là không, không ở đây đó, phải hiểu cho nó như nó đúng là không phải ta mà cũng không phải của ta. Còn cái nghĩa thứ tư đó, là phủ nhận cái thiết ngã chấp của ngoại đạo. Thường thường ngoại đạo nó gọi là Ataman, tức là nó có cái trí thường ngã hay cái gì của nó đó. Ừ. Thì cái này cái chữ vô ngã là để phủ nhận cái đó. Thì bây giờ nó có tới bốn nghĩa chứ không phải là một cái. Còn thường mình hay chấp cái ngã của mình đó, mỗi người đó thì có cái ngã mà ngã nó lớn lắm. Ngã mình mà chấp rồi nó lớn lắm, nhiều khi lớn hơn cái ngã bảy của quận Bình Sài Gòn hồi xưa cũng chừng. Nên nhớ cái chữ vô ngã nó có bốn nghĩa là vậy. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con kính đảnh lễ quý sư, kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc câu hỏi của đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Bốn nghĩa. Câu của sư giảng. Dạ con thấy đạo hữu Như Cánh Chim Trời đã con kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng tiếp tục cùng tham gia đặt câu hỏi. Dạ kính cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu. Postland ạ. Dạ con thấy chú Trúc Nguyên, cô Trúc Nguyên có câu hỏi. Trúc Giới, con có một câu hỏi về Dasaparami. Một người chỉ được nguyện một Parami một lần trong đời. Nếu như Parami đã bị dứt, sẽ không được nguyện lại trong kiếp này. Điều này có đúng không? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi. Dạ cảm ơn chú đã đặt câu hỏi ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bích Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa chư quý vị. Mình nguyện có 10 cũng được, nhưng mình không có cơ hội để nguyện đủ 10 đâu ha. Có 10 ba la mật theo kinh điển hệ Nam Truyền, mình có tất cả 10 loại, nhưng mà mình không có khả năng để nguyện đủ 10 đâu. Tại vì thường thường cái người mà tu sĩ đó thì có nhiều cơ hội để nguyện đủ được, nhưng mà không phải nguyện là một lần hai lần nguyện hoài. Bây giờ bởi vì cái ba la mật này nè, thứ nhất là nguyện trong tâm, thứ hai nói ra lời, thứ ba là được một vị toàn giác là thọ ký. Thì bây giờ chắc chắn là chúng tôi cũng như quý vị trong này thì chắc chắn chưa được ai vị toàn Phật nào thọ ký đâu, nhưng mà chúng ta cũng chưa giống nguyện ra lời. Bây giờ nguyện ra lời nó ra thấy mình làm gì đó nó cứ xin hoài đủ chết, nên là nguyện trong tâm. Nguyện trong tâm đó, ví dụ mình làm bất cứ việc gì, ví dụ bố thí đi, bố thí hoặc mình đi giới, sáng mình vô chùa mình xin thọ tam quy ngũ giới, vì thì giới không nguyện cái giới mà tôi xin thọ ngày hôm nay đó, hay là mỗi duyên lành để đưa tới sự chấm dứt
ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Cái đó là nó thành cái giới, giới nguyện, cái hành ba la mật. Còn nếu mình chỉ nguyện là cho xin cái giới này để sau này tôi được sanh là cõi nhân thiên, được làm tỷ phú giàu nhất địa cầu này, cái đó thì cái nguyện đó là không gọi là ba la mật, dầu rằng vẫn bố thí như thường hay vẫn trì giới như thường thì cũng không được. Bởi vì khi mà mình nguyện mà nó có cái chủng tử luân hồi đó, tức nguyện kiếp sau để có đó, để được hưởng rồi này kia, thì cái nguyện đó là nguyện về cái bố thí trì giới cái gì đó, nó cũng là cái loại thông thường mà thôi, chứ nó không thành ba la mật được. Còn mình nguyện ba la mật là nguyện phải đi qua bờ bên kia, tức là phải chấm dứt phiền não mới đi qua được bờ bên kia. Mà mỗi lần khi mình làm cái gì mình đều nguyện gì hết á, nguyện nó mình hướng dẫn cho nó có năng lực càng nhiều. Mà nhớ nguyện trong tâm nó nói ai nghe, ai nghe cái ra thấy mình mới mua xe về trả góp chưa thì hết là nó xin lại bá thở mình đó. Là đó, khi nào mà mình có khả năng mà nói ra lời, cái lúc đó là cái tư tưởng nó phải mạnh ghê lắm, phải có khả năng ghê lắm mới làm được. Còn bây giờ mình chỉ nguyện trong tâm trước thì chứ được ra mà nói rồi cái không chừng gặp MC đâu đây biết mặt mình là nó xin là chết. Thành ra nguyện trong tâm đi, mỗi lần làm thì ví dụ nghe pháp xong rồi là nguyện cái phần phước mà chúng tôi tính pháp được trong ngàn nhưng lại mối duyên lành để chấm dứt được ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Mà cũng đừng trong ngày vị lai nữa, bởi vì quý vị nguyện vị lai tức là quý vị vẫn muốn cái quả nó vị lai là có ngày sau, còn bây giờ nguyện lúc nào đủ điều kiện là nó chấm dứt. Dù rằng có thể chấm dứt ngày mốt chứ không phải ngày mai đâu, nhưng mà đủ điều kiện thì nó chấm dứt. Thành ra mình đừng có nói là nguyện chấm dứt lúc nào ha, nguyện cho nấy vậy đó thì nó thành. Muốn nguyện lúc nào được, nguyện bao nhiêu cũng được, trong 10 cái đó đó, khi mà làm đúng cái đó lại mình vô mình tính pháp mình cũng nguyện được. Hay là với từ xưa mình là con người tà kiến, nghĩa là khắp vũ trụ này, tự nhiên bây giờ mình quen được một thị sư nào cái bảo thành người cái chánh kiến, thì mình nguyện cái đó nó gọi là cải chánh tri kiến, nó nguyện cái cải chánh tri kiến đó nó thành cái trí tuệ ba la mật cũng được, chứ không phải không ha. Thành ra cứ nguyện là trời vậy đó. Nhưng mà mình năng lực còn yếu thì nó nguyện trong tâm ngon khoan nói ra lời Nam Mô Bích Thầy giá. Nam Mô Bích Thầy giá. Dạ con không biết là chú Trúc Giới còn thắc mắc gì nữa không ạ? Dạ nếu chú còn thắc mắc, chú có thể giơ tay hỏi với ngài ạ, hay là có thể chat trên màn và con sẽ đọc ạ. Dạ con đã thấy cô chú đã xa thú kính tri ân ngài. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng tham gia tiếp tục đặt câu hỏi ạ. Quý cô chú có thể giơ tay hỏi trực tiếp với ngài hay là có thể chat trên màn hình. Dạ con xin đọc câu hỏi. Dạ con xin đọc câu hỏi của Định Tu. Kính thưa sư, câu pháp cú, ai sống 100 năm không thấy pháp sanh diệt, tốt hơn sống một ngày thấy được pháp sanh diệt. Cái thấy con người ai cũng sanh rồi chết, vậy vật gì cũng có rồi mất, khỏe rồi bệnh, vui rồi buồn, hợp rồi tan, có phải là cái thấy pháp sanh diệt hay không? Xin sư giải thích rõ hơn về thế nào là thấy được pháp sanh diệt. Dạ kính cảm ơn đạo hữu Định Tuệ Song Tu đã đặt câu hỏi. Dạ con kính nhân mít lại cho ngài ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Nam mô Bất Tha Dạ kính bạch chư tao mày. Dạ kính thưa chư quý vị, mấy cái đó không gọi là pháp sanh diệt. Thấy pháp sanh diệt tức là thấy danh sắc sanh diệt, chứ không phải là thấy mấy cái pháp đó. Mấy cái pháp mà vui buồn hợp tan này kia ông chồng đó là chế định pháp. Còn mình nói mình thấy pháp gì thì phải thấy chân để pháp, thấy thứ thiệt đó, tức là thấy dình, thấy sắc nó sạch rồi nó diệt hình diệt lắm. Mà muốn thấy cái đó đó nói theo 16 tuệ minh sát phải tới cái tuệ thứ 3 trở lên. Bởi vì tuệ đầu thì chưa thấy sanh diệt được, mới thấy danh sắc thôi. Cái tuệ thứ 2 thì mới thấy nhân duyên của danh sắc thôi. Nhưng mà bắt đầu tuệ thứ 3 trở đi mới bắt đầu thấy nhân nhán sanh diệt. Nhưng mà nếu muốn chắc chắn nhất là phải cái tuệ thứ 4 phần sau thì
thì thấy mới rõ ràng thế giáp phá giá nhà ná đó, tức là thầy thấy sanh diệt mà không còn cái quý vật sanh và kỳ lê xạ nữa đó, thì cái đó mới là chắc. Anh nói chưa thấy câu cứu giới sanh diệt đây là phải hiểu và thấy tới mức đó đó, chứ không phải là nhăn nhán thấy sanh thấy ai chết rồi cũng nghĩ là sanh diệt, hay là lá rụng cũng nghĩ sanh diệt, cái đó không phải. Bởi vì lá rụng hay là người chết này kia toàn là chế định pháp, chứ không phải không thể thấy được chân lý pháp. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy á. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã sa thú kính, sa thú là con kính tri ân sư. Dạ con thấy đồng hồ chỉ còn có 10 phút nữa thôi ạ. Dạ con kính mời đạo tràng cùng tham gia đặt câu hỏi ạ. Dạ chỉ có 10 phút nữa thôi. Nè, con mời quý cô chú đặt câu hỏi ạ. Dạ trong khi chờ đợi. Ồ, con thấy này. Dạ con hỏi kính thưa sư giải thích sự giống nhau và khác nhau giữa tâm thánh đạo và thánh quả. Dạ con kính dâng bích lại cho ngài ạ. Kính cảm ơn đạo hữu đã đặt câu hỏi. Nam mô Bích Thầy. Dạ kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Nó giống nhau có chuyện nó là tâm siêu thế, còn nó khác nhau là một cái là đạo, một cái là quả, khác nhau. Một cái là nhân, một cái là duyên. Nó khác nhau. Cái nhân là nó diệt phiền não, cái duyên là cái để nó hưởng, hưởng cái quả của cái sự tiêu diệt phiền não đó. Chứ còn mình nói cái khác thì đâu, mình đã nói đạo rồi thì là khác. Đạo tức là nếu mình đọc tiếng Bali thì mình hiểu nó rõ hơn. Tức đạo tức là mắt khác hay là kusala, lokutara đó. Tức là cô sa lá. Còn quả tức là phá lá. Thánh quả thì gọi là phá lá, nhưng mà cái quả của hiệp thế thì mới gọi là quý bà cả. Hai cái đó khác nhau. Thánh quả, thánh quả là phá lá, tức là sổ ta bạch thị phá lá. Còn thánh đạo thì sổ ta bạch thị mắt khác. Mắt khác. Còn nếu mình đọc theo bình thường thì sổ ta bạch thị cú sa lá hoặc là sổ đa và tỷ phá lá. Hai cái nó tùy theo cách mình, có nhiều chỗ Bali thì mình phải phân biệt nó lẫn là một thôi. Đạt thánh đạo theo gọi là mặt khác cũng được, gọi là lokutara cú sa lá cũng được, nhưng mà hai cái nó khác nhau, khác nhau chỗ đó đó, từ cái nhiệm vụ cái đồ ấy, nhưng mà nó vẫn là tâm siêu thế và nó giống nhau chỗ một tâm siêu thế, hai là có một cái đối chung đối tượng là niết bàn, đối tượng là niết bàn. Nhưng mà về cái phương diện mà diệt phiền não thì thánh đạo diệt phiền não, nhưng thánh quả là hướng cái phiền, hướng cái sự biến mất của các phiền đó. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bích Thầy giá. Dạ con đảnh lễ quý ngài. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con thấy đạo hữu định tuệ song tu đã sa thú kính tri ân ngài. Dạ con thấy bàn tay của chú Trúc Giới, con không biết là chú có giơ tay không ạ. Dạ con kính mời bàn tay của chú. Dạ nếu chú có giơ tay cho con biết nha. Trong khi chờ đợi, dạ con xin đọc câu hỏi của Như Quỳnh. Thưa sư, cho con hỏi, nếu mình làm bố thí mà mình có một chút suy nghĩ lấn cấn nhưng không có phải khó chịu hay bực tức, vậy có gọi là phiền não chi phối không thưa sư? Dạ con kính nhân mít lại cho ngài để ngài giảng dạy câu hỏi. Cảm ơn Như Quỳnh đã đặt câu hỏi. Nam mô Bích Thầy giá, kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Vẫn là phiền não như thường, nhau rằng cái sự đến cấn quyết mình không nhận dạng nó ra là thuộc loại nào, nhưng là phiền não.
tại cái lý do đó, cái phiền mình, cái khi mình làm thiện cái phiền não nó dễ vô, thành ra cái thiện pháp nó cho nhiều quả là vậy đó. Tại sao nó cho nhiều quả? Bây giờ chưa được nói cái quả mà đi tái sanh là tái tục đó. Nếu mình làm thiện pháp ly trí mà có trạng thái như vậy đó là sanh làm người lạc vô nhân liền, thì nó có cơ hội nó cho quả tái tục đó, là sanh làm người lạc vô nhân. Còn nếu mà mình làm thiện pháp mà ly trí mà tác ý 3, 2, 4 thời đó, tức là cái sự quyết định cái tâm mình nó mạnh, nó 3, 4 thời đừng để nó lọt vào trong hút làm vậy đó, thì mới sanh được làm người như nhân nha. Nó rất khó chứ không phải nó dễ. Còn bốn cái tâm đạo hợp trí, bốn tâm quả hợp, tâm thiền hợp trí đó, tâm đại thiền hợp trí vậy. Nếu bốn cái tâm đó mình làm mà vẫn có cái lấn cấn vậy đó là sanh làm người nhân nhân, dầu rằng khi mình làm nó gọi là làm với cái động lực có trí tuệ, nó vẫn sanh làm người nhân nhân như thường. Còn nếu mà làm mà nó được phải được trong sạch trong cả 3, 2, 4 thời đó, tức là trước khi làm, trong khi làm, sau khi làm, sau khi làm thời gian sau đó, thì nó có năng lực cả bốn điều kiện đó đó, thì lúc đó mình mới được sanh làm người tạm nhân. Nó rất là khó chứ không phải nó dễ, thành ra đó là lý do là do mình làm mình phải cần bố thí tận tay này kia xong. Bởi vì bố thí mà không tận tay, nhiều khi nó mà nói cái tâm mình nó phản ứng, nhiều khi mình không thể ngờ được, không thể ngờ được, mình nhờ người ta rồi nhiều khi mình nó không biết. Tới giờ này có đây là bước hay đi trễ gì không xong, nên là nó cắn bực tức nhỏ nhỏ vậy thôi, vẫn là phiền não như thường. Bởi vì quý vị nên nhớ đó, trong đời của mình đó, có hai chuyện thôi. Một là ác pháp, hai là thiện pháp, chứ không có lưng chừng. Nếu mà cái động tốc của cái lộ trình tâm không là thiện pháp thì nó là ác pháp liền. Đó. Nhưng mà tại sao ác pháp nó phát sinh nhiều được? Tại vì ác pháp nó có tới 12 cái tâm, mà thiện pháp nó có 8 tâm thôi. Mà 8 tâm thiện pháp thường thường nó phát sinh, nhưng mình chỉ 4 tâm ly trí thôi là bằng đồng. Đâu phải là tâm hợp trí nó phát sinh dễ đâu. Chứ còn 12 cái ác pháp là nó vô lia lịa. Thành ra là ở trên này nó có 12 tầm xấu với nó 4 tầm tốt thôi. Bây giờ nghĩ một ngày từ sáng tới chiều tối nay về ngồi suy nghĩ lại coi, từ sáng tới giờ nó tham lam sân hận si mê nhiều hơn hay là có trí tuệ nhiều hơn, là biết liền. Thành ra khi mà quyết định mà làm cái việc gì mà liên quan tới một trong 10 phương pháp tạo phước á, nên cố gắng giữ tâm mình cho nó trong sạch, càng có nhiều năng lực thì càng tốt. Mô Bụt Tha Giá Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả Kinh Thưa Chư Cần Sinh Năng Nguyên Sinh Lợi Trong Đạo Tràng, tất cả phước báo sự lợi ích của cái sự tinh pháp ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn hiền giả cùng Cần Sinh Năng Nguyên Sinh Lợi có điều kiện để chấm dứt các pháp ngôn ngành nơi tâm. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sẵn Khà Giá, Nam Mô Rất Tân Nát Tây Giá Sa. Sa thú, dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài Liễu Tông rất là nhiều. Ngài đã dành thời gian quý báu của mình để đến với đạo tràng và giảng dạy cho chúng con về Phật pháp, những thắc mắc của chúng con để chúng con có được chánh tri kiến. Và một lần nữa con kính tri ân ngài. Và con không biết sư Trí Đức có trước máy không ạ? À? Con xin thỉnh bàn tay của ngài ạ. Dạ con không biết có dạ con không biết sư có chút máy không ạ. Kính thỉnh sư để chúc phúc cho đạo tràng của chúng tôi hướng. Để không thôi con sẽ bị le. Dạ con xin sám hối Phật Pháp Bảo Tăng ạ. Dạ sau đây con kính mời đạo tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để sám hối Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo ạ. Ghe na quan đề hăng ba đa băng sung và ruột tâm hăng Phật Thế Yô Khá Lý Tô Đô Sô Phật Thô Khá Ma Tú Tăng Ma Măng
con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang thammang chaduvi thamvarang thammeyo kalito doso thammo kamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hang sang khan cha du vi thốt ta mang khe yo kalito do so sang khô khama tu tăng ma măng. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Dạ, sau đây con kính cung thỉnh ngài Trí Đức chúc phúc cho đạo tràng của chúng con ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài ạ. Cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàng đang vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thu sa thành thai sắc tha cha phum mát tha đế hoa na ca ma hít thi ca Punyang no anumodantu chirang rakkhantu sasanang Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu no guru Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu banino Akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodantu chirang rakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi. Các bậc thầy lâu dài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai. Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu. Tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngài vị lai. Dạ sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Trí Đức ạ. Dạ con xin xuống mít ạ. Dạ kính cảm ơn quý cô chú đã đến với đạo tràng trong ngày hôm nay. Dạ con xin chào tạm biệt. Nam mô Bồ Tát. Dạ sau đây là niệm hồng danh Phật. Chúng ta kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.